Có hai thầy sống chung với nhau. Thì cái thầy này thầy mới thích cái bài Lòng Mẹ, cho nên thầy cứ hát hoài. Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Ông thầy ở chung phòng nghe riết, em nói tôi nói thiệt với ông nghe, tôi nghe bà mẹ này riết tôi thấy bà giống mẹ ghẻ quá. Cho nên á, kinh điển mà đọc không đúng chỗ á cũng không được, phải không? Y kinh giảng nghĩa tam thế Phật oan, ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết. Tùy chỗ mình nói. Hữu thỉnh thì hữu lai, vô thỉnh bất đáo. Người ta có mời mới đến, không có mời không có tới. Tại vì sao? Tại nhưng có những lúc phải là một người bạn không mời mà tới, đặc biệt vậy đó. Cho nên cái chỗ đó là cái chỗ uyển chuyển của sự tu hành. Có nhiều khi á, tang lễ người ta có mời không? Tại sao mình tới? Vì tình mà tới. Đám cưới người ta không mời tới không? Kỳ chết. Tình đó kiếm ăn. Phải mời mới tới. Thấy không? Cho nên trong kinh nói á, có nhiều khi Bồ Tát phải làm cái hạnh gì? Không mời mà tới. Tại vì sao? Tại vì mình thấy lúc đó cái sự có mặt của mình người ta cần. Và đôi khi người ta không nói ra, nhưng mình có mặt cho người đó để nó nói lên cái tâm tình, cái đạo tình, cái nhân tình, tất cả những cái mà mình có thể làm được. Cho nên Bồ Tát hạnh vô lượng hạnh, cho nên gọi là vạn hạnh. Vạn hạnh là có những cái hạnh mà thậm chí mình hạ mình, nhưng mà chính cái hạ mình đó nó nói lên muôn hạnh. Vì vậy Phật tử lại Phật. Tại sao mình phải hạ cả thân mình xuống? Tại vì chỉ có giây phút đó mình mới hạ hết cái ngã của mình xuống thôi. Đức Phật giơ tay, chỉ một tay trên trời, một tay dưới đất. Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì có nhiều người nói cái ngã đó là cái tôi, cái ta. Giải thích như vậy cũng được. Nghĩa là Đức Phật muốn nói với mình rằng trên trời dưới trời này không có cái gì làm khổ mình bằng chính cái bản ngã của chúng ta. Nói vậy cũng được nữa đó. Trên trời dưới trời, mà quý vị có đồng ý chuyện đó không? Nếu mình không có cái ngã thì mình nhẹ nhàng lắm. Bước nào tôi như vậy, tôi thế này và tôi thế kia. Thí dụ như người ta kêu mình đi quét nhà, tôi vậy mà quét nhà hả? Tôi vậy mà đi rửa chén hả? Thí dụ vậy. Nhưng mà tôi như vậy mà rửa chén mới là vô ngã. Mà tới chừng đó đó, cái ngã thứ hai mới được hiển hiện. Cái chữ ngã trường hợp này, mình sẽ hiểu cái ngã theo cái nghĩa siêu nữa là gì? Ngã này là sự tự tại của một con người. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Thì chữ ngã trong lúc này mình cũng được hiểu là trên trời dưới đất này không có gì hạnh phúc cho bằng khi con người sống không ràng buộc. Chữ ngã lúc này nghĩa là tự tại. Vì cái chữ ngã này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn. Khi chúng ta nói chữ Niết Bàn là chúng ta nói gọn. Mà đôi khi chúng ta không hiểu Niết Bàn là gì. Và đơn giản hiểu là Niết Bàn là cái chỗ chết tới. Nhưng trong Phật giáo cái chữ Niết Bàn nó không hạ trong cái nghĩa đó. Mà người nào có đủ bốn cái chất liệu, bốn cái tố chất này thì người đó có Niết Bàn. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Lúc nào cũng tâm bình thường. Mình ngộ lắm, đeo cái kiến ở trên mắt mà vẫn đi tìm kiến. Cầm chìa khóa trong tay mà đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tại vì miễn sao cởi trâu mà tìm trâu. Nhà Phật gọi cái nhà thiền á, dùng cái từ cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái bình thường nhưng mình không bao giờ biết hưởng cái bình thường đó. Thí dụ người ta gặp mình: chị lúc này sao, khỏe không? Chị chán phèo bình thường. Nhưng
Khi khổ đau nó đến, trời ơi con chỉ muốn bình thường mà sao không được. Nhưng những lúc bình thường thì lại không sống được với nó. Cho nên chư tổ nói sao? Tâm bình thường là đạo. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cô Phật tử thương quá viết câu hỏi lên: thầy ơi, con nói bạn con đi nghe thầy giảng, bạn con nói thầy bình thường quá có gì nghe. Mà con rất là buồn, tại con thấy thầy rất là đặc biệt. Mà không, người ta coi em bình thường là em mừng đó, chứ chỉ sợ họ coi em bất thường thôi. Cho nên ai mà nói mình bình thường phải mừng, hiểu không? Tại vì mình bình thường nghĩa là đói mình biết ăn, chỉ có sợ đói là đi ăn, ăn tầm bậy thôi, cái này là bất thường. Cho nên á, mình sống được với cái bình thường đó là mình sống với đạo. Ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là đạo chứ gì nữa. Mà đó là tinh thần của ai? Tinh thần của Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thiền sư Trần Nhân Tông. Một thiền sư người Việt Nam mà Ngài đã dạy mình vậy đó. Ngài dạy mình cái đạo lý để sống, đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Hồi nãy quý vị đâu có bao giờ nghĩ là sáng nay đi lên chùa Huyền Quang nghe pháp thoại được ngồi hạng A đâu. Nãy mua vé ngồi dưới kia kìa, phải không? Rồi thế thái nhân tình đẩy lên tới đây. Nói rằng có một cái con lừa đó, nó bị té xuống cái hố, thì người ta muốn cứu nó mà cứu không được. Cuối cùng người ta quyết định thôi chôn nó đi. Thì mới biểu hết tất cả mọi người, mỗi người cầm một cái xẻng, xúc một muỗng đất, lấp đất chôn nó. Thì khi mà nó đứng ở dưới cái hố đó, người ta lấp đất xuống cái, nó lắc người một cái đất nó rớt. Là mạng lát nữa 100 cái xẻng đất nó lắc riết cái bồi đất lên cái nó đi ra khỏi cái hố đó. Cuộc đời này nhiều khi người ta muốn lắp đất ta chôn mình, nhưng nếu mình biết lắc mình thì mình sẽ tự đi lên, được chưa? Vậy là mình, tôi đâu cần làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ cần lắc mình cả, phải không? Tôi không cần làm gì đặc biệt, anh nói tôi nghe tôi hiểu. Nhưng sao tôi nhịn? Tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Cho nên đó là ngã. Ngã là sự tự tại của một người, đó là thường. Thường là tại sao? Vì mình thấy cuộc sống này ai sống rồi cũng chết, mà đã biết là chết thì tại sao phải tranh giành? Thôi anh hơn được một chút, anh cũng hơn được tôi chứ anh đâu có hơn được người kia. Không tin quý vị đi ra xe, quý vị lấy xe đó, quý vị lấn, lấn được 2-3 chiếc là rốt cuộc cũng sao cả chục chiếc trước, vậy mà cũng cứ lấn. Ngồi chen chút với nhau để được hơn người kia, nhưng mà hơn ai? Nhiều khi mình sống trong một cái cơ quan làm việc với nhau, mình lấn để mình hơn người kia một chức, nhưng mình cũng phải dưới chức của người khác. Vậy mà mình cứ làm mệt mỏi cuối năm, cuối ngày và cuối tháng. Cho nên rốt cuộc rồi mình không có một ngày ngủ ngon, tại vì cái này nó làm việc cực quá. Phải ngày mai phải làm gì để tranh đấu cái chuyện đó. Nhưng mà sống với cái thường là sống với Niết Bàn. Sống với cái lạc, lạc là gì? Lạc là vui. Mà cái vui này cái vui bình thường lắm. Ở trong chùa không có ai tới cũng lạc. Còn mà bữa nay rần rần vậy nào không có lạc rồi nha. Cái này hỷ à. Cái này là hỷ, hỷ là vui. Nhưng mà cái vui này tạm thôi. Chiều nay nè, mọi người đi về hết rồi bắt đầu súng nhau dọn bàn, dọn ghế, lúc đó lạc đó. Em làm chuyện này hoài. Chùa của em á, bển nó chủ nhật nè, em cũng đi gom dép em cất đó. Nhưng mà mình, đó là cái chuyện bình thường của mình, mà mình làm trong cái tĩnh lặng, cái enjoy là lạc. Niết bàn. Thường lạc.
và mình làm không bị cái giai cấp, cái chức vụ nó làm khổ mình. Trời, trụ trì mà đi gom dép, trụ trì mà đi gom dép được thì gọi là ngã, không có vướng cái tiếng của chữ trụ trì. Cho nên Đức Phật chỉ tài. Cho nên thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, hiểu theo hai nghĩa đều được hết. Nói Đức Phật sao kỳ vậy? Đức Phật lại tự cao tự đại. Phật nói Phật là tôi là tôi là tối tôn nhất. Chữ tôi đây là Đức Phật muốn nói chung cho tất cả mình đó, chứ không phải nói ngài không đâu. Trên trời dưới đất này, chính cái ngã là nhận chìm con người khổ nhất. Mà nó khổ một cái á, làm chức lớn á thì mình vướng rồi, nhưng mà thậm chí làm chức giữ ngựa cũng dính vào đó. Quý vị nhớ ai không? Bạch Mã Ôn đó, Tôn Ngộ Không đó, lên trời giành chức, rốt cuộc được chức gì? Làm cái người giữ ngựa, nhưng tự cao tự đắc với cái chức đó. Đến một ngày nọ bị người ta nói cho mình biết cái chức đó không có lạ gì hết. Bắt đầu sao? Tại sao mấy bữa trước mình lại rất happy, rất là vui với cái ngã đó, mà khi người ta nói một cái thì cái ngã này nó sụp đổ? Như vậy cái chức này nó có thật không, hay là tự mình định nó khổ với nó? Cho nên cái đoạn phim đó trong Tây Du Ký là để muốn nói với chúng ta cái message đó, cái thông điệp đó. Hồi mình chưa đi tu, ta gặp mình ta nói con, cái mình vui lắm. Nhưng mà khi mình đi tu, mình được làm chú tiểu, người ta gặp mình ta kêu con, tôi là chú tiểu rồi, với cái bằng chú. Rồi cái đứa nào được thọ tỳ kheo, ta không biết, ta vô ta gặp chú, nói không, bữa nay tôi là thầy rồi. Rồi tu được 20 năm tuổi đạo, tuổi đời được 40 năm, cái ta đưa lên làm thượng tọa. Cái bữa nào ta kêu đại đức, cái buồn hiu, nói tôi thượng tọa mà cứ kêu đại đức hoài. Nên Phú Hòa Nội kết với cái cô Diệu Minh ở đây lắm. Tại cô gặp cổ cứ đi lên đây cổ biểu đại chúng đứng dậy mời thượng tọa. Mình đâu có thượng tọa gì đâu, ông thầy tầm thường thôi là đã mừng rồi. Chào quý vị, gặp em quý vị cứ kêu thầy Pháp Hòa là em mừng rồi. Chỉ sợ bữa nào buồn kêu em thằng nó chết. Quý vị hiểu là nói không? Thường, lạc, ngã. Chữ ngã này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng hai ý. Rồi nếu mà đến cái ngã siêu hơn, đó là sự tự tại. Tự tại là gì? Nó khác với tự do. Tự do là sao? Tự do là khi con người bị ràng buộc và muốn tranh đấu ra khỏi cái chỗ đó, cho nên mới gọi là tự do. Còn người tự tại sống ở đâu cũng là cái nơi chốn của họ, phải không? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Ở đâu cũng là nhà mình hết. Cho nên đó, đối với tinh thần Bồ Tát, địa ngục cũng là thiên đường, cũng là tịnh độ. Cho nên các vị mà tu tịnh độ mà siêu hơn là gì? Ta bà là tịnh độ. Khổ đau là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có lang thang mà biết chuyện này chuyện kia, phải không? Cho nên mình cực khổ để mình làm một cái việc là ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Chút nữa đây á, chúng ta sẽ được đi lên tắm Phật. Không phải Đức Phật dơ mà cần mình tắm, nhưng mà đây là một biểu tượng để bày tỏ, nếu nói với văn hóa truyền thống là bày tỏ sự tôn kính. Vì đây là mình không phải đang tắm một Đức Phật gọi là thành đạo, mà một con người mới sinh. Cho nên có những người, người ta mới vào chùa đó, mình phải chăm sóc.
mình phải hộ niệm, chứ đừng có sống theo cái kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới. Mà mình thấy người nào mới sinh, tức là sơ sinh mà, mới tới, mình phải bảo bọc, mình phải hướng dẫn, mình phải giúp đỡ, để người ta cảm thấy rằng người ta đến với trong cái cuộc sống mới này nó có được một sự bình an, cũng như một đứa con nít thôi. Tại sao đứa con nít nó ngủ, nó giật mình vậy mà nó không thấy ai? Là nó khóc, nó không biết nói gì hết, nhưng mà trong thầm lặng nó cảm nhận rằng nó đang cô đơn, nó đang sợ hãi. Con nít mà nó còn biết như vậy thì huống chi người lớn. Vậy thì đây là biểu tượng ha, một đứa nhỏ mới sinh, một người mới sinh thì chúng ta chăm sóc. Và Đức Phật ở đây còn biểu tượng cho hồi nãy vừa nói đó, cái tâm tĩnh lặng giác ngộ ở nơi mình. Nhưng mà tại vì mình lăn lộn quá cho nên mình bụi nó bám. Bây giờ mình phải lấy cái nước mình rửa, cho nên trong cái nước đó phải để ít hoa, vì hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Giới, định, tuệ. Nhưng mà tuệ từ đâu mà có? Từ giới định mà sanh, từ giới mà sanh định, từ định mà sanh tuệ. Nước định pha với nước hoa giới tẩy rửa ra một con người sáng suốt. Nếu mình chưa bao giờ khổ đau, chắc gì mình biết dừng lại để quán lại khổ đau của đời mình, để rồi từ đó mình giác ngộ. Cho nên khi mình chưa giác ngộ, mình là một cái ngã trầm luân. Khi giác ngộ rồi thì mình một cái ngã tự tại. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được chữ ngã trong câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và chúng ta hiểu tại sao chúng ta tâm Phật. Đây là một cái văn hóa, cái truyền thống thôi. Và quý đại chúng nhớ vậy nè, trong tất cả mọi phương tiện đều là những phương tiện để chuyên chở đạo lý. Vì vậy nhà Phật mới có câu gì? Văn dĩ tải đạo. Văn chương chữ nghĩa vốn nó chuyên chở cái đạo lý. Thực chất của đạo không có gì để nói hết. Cho nên chân kinh là không có chữ. Cho nên đường Tam Tạng, thầy trò Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh lên Phật Tổ, nói xin cho con chân kinh. Chân kinh thì làm sao có chữ? Tại cái chỗ chân thật đó, từ ngữ nói là kẹt hết. Rồi rốt cuộc phát hiện ra không được, con trở về thế gian người ta cần chữ nghĩa. À, ông thỉnh kinh này là gì? Kinh phương tiện, cho nên phải có chữ. Cái chỗ tổ cùng của sự tu hành là tĩnh lặng. Nhưng mà giờ người ta chưa biết tĩnh lặng, mình phải hướng dẫn đó, như ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi thiền 30 phút mà hướng dẫn hết 15 phút. Ngồi thẳng lưng, hít vô, thở ra, quán gì, tưởng gì. Rồi đang suy nghĩ, trời ơi, hình như có bún mắm. Thì các vị ta biết vậy đó, nói, trở lại, lát nữa ăn bún mắm. Bây giờ ăn món thở trước. Tại vì có thở thì lát mới ăn được, còn thở lát mới có ăn. Quý hiểu ý không? Cho nên vị thiền sư trả lời không? Có một người đã đến gặp một vị thiền sư. Ông là ông quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì mà ngoài áo mão cân đai? Ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông này nói: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, trăm năm trời đất chuyển. À, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Mình cần làm việc đó. Có những lúc mình cần im lặng, trở về với chính mình, để nghe mọi sự nó đang chuyển biến trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình chỉ hiểu được một việc thôi: ai rồi cũng đi về cái chỗ tịch tịnh đó. Nhưng người nằm xuống tịch tịnh bằng cái sự tự tại gọi là viên tịch. Còn người quằn quại khổ đau
Để chết gọi là gì? Si lắc leo. Qua đời từ trần. Còn đối với một người giác ngộ, ta coi cái chuyện sống chết bình thường, cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên là mãn, tròn đầy. Tịch là vắng lặng. Ngày thường thầy cũng vắng lặng, nhưng hôm nay thầy vắng lặng hoàn toàn. Cho nên cái người mà người ta sống tự tại là vậy. Một vị hòa thượng, một vị thiền sư, ở một cái nơi chốn mà không có dao cạo râu, tại vì người ta không cho. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất chỉ bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu. Đó là sự tự tại của người tu. Thôi thì hôm nay, nhân chút nữa đây, chúng ta sẽ tuần tự đi lên tấm Phật. Đại chúng đừng nói chuyện trong khi mình tấm Phật, mà phải đem hết tâm thành. Múc một gáo nước lên, giới, một nước thứ hai, định, chắp tay xá Phật tuệ. Đừng nói chuyện. Hay là quý vị nói: nguyện không làm điều ác. Gáo thứ hai, nguyện làm các việc lành. Gáo thứ ba, nguyện độ tất cả chúng sanh, tam tụ tịnh giới. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chuyên chở hết đạo lý 40 năm của Đức Phật. Ai hỏi mình: Đức Phật nói nhiều quá, 45 năm, vậy bây giờ anh gọn gãy đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Dạ thưa, đạo lý nhà Phật: đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người mà tâm trong sạch thì đâu bao giờ làm chuyện không đàng hoàng, phải không? Cho nên thí dụ nói tôi ăn chay, nghĩa là tôi không có ăn mặn. Hồi đó Pháp Hoài có một đứa đệ tử đi học về, hỏi con ăn cơm chưa con. Nó không có trả lời câu hỏi Pháp Hoài. Nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Ai cũng ngơ ngác với câu hỏi của thiền sư. Nhưng mà tại vì mình nuôi con, mình hiểu con. Nó nói gì thầy hỏi nó ăn cơm chưa, mà nó chiều nay ngủ. À chiều nay nó không ngủ nghĩa là nó có ăn. Chứ nếu nó ngủ thì nó đâu có ăn. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi vắng mặt khổ đau. Chữ nơ vana, nơ là no, vana là negatives, thấy không? Niết là không, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si, thấy không? Nơ no, vana negatives. Whenever you have no negatives, that's nirvana. So enjoy your nirvana. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của chữ Niết Bàn. Niết Bàn là nói gọn, mà nghĩa của Niết Bàn thật ra là tám lần, gọi là Niết Bàn Bát Vị. Nhưng đây là bốn nghĩa chính: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà Pháp Hòa muốn nói chữ ngã nhiều hơn là vì cái câu mà Thái tử Siddhartha đã nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi Ngài nói trên trời dưới đất có mình tôi là tối tôn, đừng hiểu Ngài nói ngài. Ngài nói đây là gì? Tất cả cái tôi, phải không? Tất cả cái tôi đó nó làm khổ mình đó. Mà vừa cũng từ cái tôi đó mà bỏ cái tôi đó thì có một cái tôi gì? Trong sáng hơn, đó là sự tự tại. Chúc đại chúng tự tại. Mình đến nơi nào, mình rời khỏi nơi đó, mình phải lưu lại cái hình ảnh đẹp, cái tiếng tâm đẹp về cái nhóm đó, cái chùa đó, tổ chức đi hành tu. Chứ không phải tới rồi ăn mình xả rác, mình xả rác thả vàng mình vừa bãi thôi, kệ lát người ta dọn. Xong một mình đi rồi là một bãi chiến trường.
Có nhiều khi mình đến đâu mình giúp, mình giúp không xong, cuối cùng mình bỏ ra đó bừa bãi một cái chiến trường để người ta phải thu dọn. Thì một cái câu chuyện nhỏ về vấn đề thay nước bình hoa và tỉa cắt hoa, nó cũng là một pháp tu. Mỗi khi từ đây về sau quý vị có cắt hoa cúng Phật, thì quý vị học cái bài kệ: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Con đây cũng một cành hoa, đến đâu cũng nguyện chan hòa bình an, phải không? Nếu con đến chỗ bất an là con chưa làm được hoàn toàn lời Phật khuyên. Mình đến đâu mình phải làm cho cái chỗ đó an ổn. Cho nên đó, tại sao chúng ta gọi sự ra đời của Đức Phật, chúng ta không dùng những ngôn từ bình thường của thế gian như là sanh, đẻ, khai hoa nở nguyện, lâm bồ, lâm phàm, nhưng mà chúng ta dùng từ đản sanh. Đản sanh là gì? Là sự có mặt đó, sự sanh ra đó là đem niềm vui cho nhiều người, gọi là đản sanh. Chữ đản sanh nghĩa là sự ra đời là đem lại niềm vui chung cho nhiều người, phải không? Cho nên Đức Phật ra đời đem niềm vui cho nhiều người, mà chứng minh rằng Đức Phật ra đời 2640 mấy năm rồi, mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng những cái lời Phật dạy. Và nhờ Phật dạy cho nên mình mới lây lất, mình sống an lạc cho tới giờ phút này nè. Chứ không thì mình cũng khổ, tơi bời, khổ sở. Cho nên quý vị học thuộc cái bài kệ đó, quý vị đọc theo Pháp Hoa ha: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Phải vậy không? Chỗ nào mà muốn đẹp cái chân bình hoa thường là vậy. Mặc dù á, cái bàn này, cái khăn trải bàn nó đủ đẹp rồi, sự trang trí đủ đẹp, nhưng mà muốn trang trọng hơn nữa để bình hoa lên. Mời khách tới nhà chơi, trên bàn ăn để bình hoa, mặc dù lát dẹp bình hoa ăn đồ ăn nhưng mà trước khi khách ăn để bình hoa để làm gì? Làm đẹp mắt, làm đẹp mắt người ta, làm tươi nhuận cái chỗ đó. Cái bàn nó có cái bình hoa lên, tự nhiên cái bàn nó tươi lên. Chúng ta phải làm sao mình là một đóa hoa, đi đến đâu thì mình làm tươi nhuận cái chỗ đó, chứ không có khô héo. Đặc biệt là một ngôi chùa, phải không? Tại vì sao? Tại vì chữ chùa đó được định nghĩa là ly ác xứ, cận thiện xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa nha. Mai mốt ai hỏi mình chùa là gì, mình phải trả lời cho người ta biết: chùa là nơi lìa cái ác, gần cái thiện. Nhưng mà nếu như đến đó mà cái ác nó chưa trừ, cái thiện nó không tăng trưởng, thì mình biết rằng mình cần phải cày xới làm cho mảnh đất đó được tốt. Tại vì chữ Vihara tiếng Phạn á, nghĩa là tịnh địa. Tịnh là sạch, địa là đất, đất đó là đất sạch, chẳng qua là thiếu người cày xới. Hoàn cảnh đó tốt, chẳng qua là thiếu người cày xới, ươm mầm, tưới cây, làm cho cái chỗ đó tốt thôi, chứ chỗ đó không phải xấu. Nhưng mà quan trọng là mỗi cái hoa tới đó nó làm tô điểm. Cho nên mỗi khi mình đến chùa, mình tự nói với mình: hôm nay con nguyện làm một đóa hoa cho chùa, dâng cúng Phật, cúng mọi người. Quý vị thấy không? Đâu phải mình cúng một Phật đâu, xin cúng 10 phương Phật. Mình cúng 10 phương Phật, mà đâu phải Phật ở có phương, phương này là phương chánh điện, phương thượng. Nó còn có phương này
phương này, phương này, phương này, phương trên, phương dưới, 10 phương mà, đông nam tây bắc, đông bắc tây bắc, đông nam tây nam, phương trên, phương dưới. Vậy thì thí dụ đây, cái chùa này hai ngôi hai ngăn thì ngăn này là phương thượng, ở dưới lầu chỗ nhà bếp, chỗ trai đường là phương, phương dưới là phương hạ, rồi phương trái, phương phải, phương nào mình làm việc cũng mang lại cái này. Cái này không phải là lý thuyết, mà đây là sự thực tập. Đây là sự thực tập. Mà nếu mình làm hoa mà không có tỉa, không có cắt thì nó không có hút được cái mũ. Tại vì cái mũ của nó đứt cái lỗ chân lông của cái hoa rồi. Cho nên thường quý vị có hoa hồng, bất cứ hoa gì muốn cắm là phải cắt xéo, không có cắt ngang. Cắt xéo để cho nó cái mũ mà nó đứt cái lỗ chân lông nó rời đi, thì mình cắt mới đi đó, thì cái lỗ chân lông mới nó nở ra, nó hút được nước và nó sống rất là. Cho nên từ một cái chuyện cắm nước bình hoa mình cũng có thể học hỏi được, và mình thấy rằng nước là hoàn cảnh, mình là hoa, phải không? Mình thay đổi cái mình thay đổi mình sẽ làm tốt hoàn cảnh. Tại vì sao? Tâm tịnh là cõi sẽ tịnh. Pháp Hòa Thượng nói, phải không? Cái tâm mình thay đổi là hoàn cảnh sẽ thay đổi. Cho nên mình đừng có cầu mong thay đổi hoàn cảnh nếu mình không thay đổi mình. Cũng giống như con chim nó hót, nó bị người ta chọi đá, nó bay đi chỗ khác, thì nó ngồi nó rầu rĩ. Sau 2-3 lần về nhà thì cái người bạn hỏi tại sao anh buồn, nó tại vì tôi đậu ở cái chỗ đó, khi tôi hót mỗi buổi sáng người ta lấy cây người ta liệm tôi. Hỏi tại sao người ta liệm anh? Tại vì tôi hót dở quá, hót nghe rùng rợn quá. Rồi tôi đi qua cái cành cây khác cũng bị người ta liệm tiếp, thì cái người bạn nói anh ơi, anh không cần phải thay đổi chỗ ở, anh chỉ cần thay đổi tiếng kêu. Mình cũng vậy thôi, phải không nè? Mình chỉ cần thay đổi cái hoàn, mình thay đổi bản thân mình thì ở chỗ nào mình cũng phù hợp được. Tại vì cái hoàn cảnh vốn nó không tịnh lắm, tịnh không tịnh gì hết đó. Lúc nào nó cũng là vậy đó. Nhưng mà có mình vô nó khác. Đó có một ví dụ, cái bàn này bây giờ cũng muốn thêm muốn bớt không được, nó vậy là nó vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là mình thêm cái bình hoa vào. Rồi hơn nữa, ví dụ mình muốn trang trí, mình phải nhìn cái chu vi của cái bàn, để được bình hoa như thế nào, tượng Phật như thế nào, chân đèn như thế nào, tự nhiên cái bàn bây giờ nó đẹp. Cũng như thế, nhiều khi mình có căn nhà lúc mình dọn vô trống trơn, nhưng mà tại sao chỉ một tuần lễ sau cái nhà nó đẹp ra? Tại vì mình biết tạo cảnh. Mình biết tạo cảnh. Vì sao mình biết tạo cảnh? Vì mỗi lần chụp hình mình biết tạo dáng. Mỗi lần chụp hình biết tạo dáng, nào là đứng nghiêng, nào là đứng thẳng, nào là ngồi, nào là khoanh tay, nào là đưa hai ngón. Mình làm đủ kiểu hết cho nó đẹp, phải không? Tại mình tạo dáng. Mà biết tạo dáng thì phải biết tạo cảnh. Mà hãy mình có nét đẹp, mình đến đâu mình trang trí được cái hoàn cảnh đó, tự cái hoàn cảnh nó sẽ lên cao lên đẹp. Thì đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và nhờ như vậy, bây giờ mình muốn làm được như vậy đó, thì mình phải có niệm, có định, có tuệ. Niệm là gì? Là chánh niệm. Niệm là chánh niệm. Định là gì? Là sự lắng tịnh. Tuệ là gì? Là trí tuệ, là hiểu biết. Ở đây quý vị có từng thấy các thầy, các sư cô, hay là trong chùa, trong những khóa tu, mỗi khi ăn cơm ta bắt cái ấn này, ta để chén cơm lên không? Ta bắt cái ấn này nè, cái ấn giữa và cái ngón áp út co lại, để chén cơm lên đây. Cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Tam Sơn là gì? Là ba ngọn núi. Thấy giống ba ngọn núi không? Thì ba ngọn núi là tượng trưng cho gì? Niệm, định, tuệ. Đó là cái nền tảng tu tập của nhà Phật. Hay nói cách khác là đạo đức, định và tuệ. Tại vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái ý thức rõ rệt chúng ta đang làm gì. Mà người mà có chánh niệm rồi á, không có phạm giới, không có làm sai. Tại vì biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói, lúc nào làm cái gì, lúc nào không nên làm.
Người có chánh niệm luôn luôn sống sáng. Và họ có chánh niệm rồi là lắng tịnh. Tại sao? Mà người có lắng tịnh thì có trí tuệ. À, niệm, định, tuệ. Cho nên mình thắp ba cây nhang: nhân giới, nhân chánh, nhân chánh niệm, nhân định, nhân tuệ, thắp ba. Nhưng mà trong ba cây nhang đó, chỉ cần mình phát triển một cây, phát triển một pháp thôi, các pháp kia nó có mặt. Có một ví dụ, ở trong chánh niệm cũng có định, có tuệ. Tại vì mình có định, mình mới có được cái sự sâu lắng. Mà có sự sâu lắng thì trí tuệ mình nó sáng. Mà trí tuệ mình nó sáng thì nó mới soi rõ mọi việc mình làm. Cho nên trong chánh, trong niệm, trong mindfulness, nó vẫn có cái concentration và có cái wisdom. Niệm, định, tuệ. Vì vậy thắp một cây hương cũng được. Căn bản là thắp ba, tượng trưng cho niệm, định, tuệ. Nhưng mà thắp một cây cũng được, tại vì trong một có hai cái kia. Cái này nhà Phật gọi là một là tất cả, tất cả là một. Ví dụ như quý vị nói chung là ngôi chùa, phải không? Ngôi chùa là tổng thể, phải không? Nhưng mà bước vô ngôi chùa đâu phải chỉ có chùa không, Phật, chuông, mõ. Cho nên những cái đó là riêng, cho nên một. Nhưng mà nhìn cái chuông có cái âm hưởng của chùa chiền Phật giáo. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình là một tu sĩ Phật giáo, nếu mình ra ngoài đường mình làm gì tầm bậy, người ta có chửi riêng cá nhân mình, ta tự chửi chung đạo Phật, ta nói chung cái đạo. Mình là một người Việt, mình làm gì sai ta đâu nói riêng cá nhân mình đâu, ta nói người Việt. Cho nên mình phải biết một cái mình đi đâu là mình mang cái mình đại diện cho tất cả. Cho nên người Phật tử mình đi đến đâu, nhất là mình có cái hình dáng của người tu, thì lại càng phải cẩn thận, tại vì mình đang đại diện cho cái đó. Có nhiều lúc có qua đi phi trường về, mình cũng mất chánh niệm, tại về khuya quá mình cũng muốn đi qua hải quan cho lẹ để đi về. Đi nhanh quá cái đôi lúc mình cũng có hơi có cái ý ghen. Lúc mà cái cua quẹo quẹo vậy nè, mình hơi ý nhanh chân chút đi lên. Có nhiều bữa mình chen lên cái, mình chen trước một cặp vợ chồng, người ta đang ẵm con nhỏ, cái tự nhiên họ nhìn mình về cái trời ơi, thiệt lúc đó mình bắt thở ghê vậy. Mình thấy rằng á, mình mặc cái chiếc áo tu người ta mà mình gấp về, mà trong khi đó người ta ẵm con người ta, không? Mà người ta cũng còn muốn về hơn mình, tại sao mình không nhường? Thấy giây phút đó tự nhiên mình thấy mình xấu hổ, cái Pháp Hòa đứng nép qua bên để cho họ đi trước. Họ vui vẻ họ đi ra, nhưng mà mình vui là tại vì ít nhất mình còn thấy được cái lỗi của mình trong giây phút đó. Tại vì người xưa cũng có dạy gì, phải không? Nhân vô thập toàn, phải không? Nhân phi thánh phàm, thục phi vô quá. Người là con người, đâu phải là thánh mà không có những cái sai quấy. Nhưng cái quan trọng là gì? Mình thấy được lỗi. Cũng giống như mình lỡ quên thay bình nước, đâu có sai. Nhưng mà nhớ trực thì phải đi thay nước để hoa nó tươi, chứ không phải thôi lỡ rồi cho nó chết luôn thì tính đó. Cũng như mình cũng vậy. Chiều sáng nào mình sáng mùng một mình định ăn chay, quên, sáng ra cái mình ăn mặn, cái tới trưa cái mình nhớ trực lại hôm nay ngày chay. Nhớ trực thì ngay cái giây phút mình nhớ đó, bắt đầu ăn chay từ giây phút đó cho đến giờ. Thôi lỡ rồi không luôn thì phải tính à. Thì cái này thật ra không có tội, nhưng nó thành một cái thói quen. Nó thành cái thói quen là chúng ta không phục thiện ngay trong khi chúng ta tự, ngay khi mà chúng ta làm sạch. Từ một cái chuyện ăn chay thì chúng ta tập cho mình phục thiện nhiều thứ khác trong cuộc sống. Ví dụ như nãy mình đi ra ngoài chợ, mình trả giá mình mua đồ, mà mình trả giá xong mình còn thêm câu tôi mua cho chùa. Trời đất ơi, mua cho chùa còn phải nhẹ nhàng hơn chứ, đâu có lấy chùa ra mà đè người ta kiểu đó được. Thì nếu mà cái người mà người ta nhẹ nhàng thì ta một là ta từ chối nói sao đó. Nếu mà cái người mà ta ngang á, chùa thì chùa chứ. Thì mình phải không?
thành thử ra cái đó là cái mình phải để ý. Cái đôi khi mình quên, mình cứ nghĩ mình lấy cái nhãn, mình lấy cái nhãn của cái gì đó ra để mình sống không, phải không? Mà mình quên, mình quên cái nhãn mà nó càng brand name chừng nào á, nó phải càng cẩn thận chừng ấy. Cho nên đừng có bao giờ sống bằng cái brand name mà quên rằng cái người mà dựa vô cái ông đó, ổng là nhà nghèo, ổng đi lượm được cái áo của hoàng thượng ở mặt vua, phải không? Thì thôi người ta mặc vậy, người ta giấu kín đi, còn la làng lên tôi mặc áo hoàng thượng mà đi ra thử, ổng xưng ổng là hoàng thượng. Ta biểu bây giờ hai bên mặc thử đi, ông nhà nghèo đâu có biết mặc, nhưng mà cái ông kia ổng vua thiệt, ổng bị mất áo, ông mặc cái gọn hơn thì ta biết liền ông này là thứ thiệt, ông này là thứ giả. Cho nên mình không phải vậy mà giả bộ như vậy không được. Cho nên một là tất cả, mình đi đâu một mình, nhưng mà thật sự mình đại diện cho cái chung, như là người Việt, hay như là còn nếu mà nói rộng là người Á Đông. Họ không biết mình là ai, nhưng thấy mình cái dáng dấp của mình là họ đón Asian, không? À, mà nếu mà có quà là càng dữ dội nữa, mặc cái áo này Buddhist monk. Còn Buddhist monk đi dần đi với người trước. Tự nhiên mình thấy kỳ đó. Hoặc là nhiều khi mình lái xe mình không có biết nhường người ta, hoặc là người ta ráng người ta đi khỏi cái xe của mình, người ta ngó qua, người ta cũng có thể nhận diện mình là ai. Cho nên Pháp Hòa thưa với đại chúng, qua một câu chuyện nhỏ chúng ta học được rất nhiều từ những cái bài học nhỏ như vậy. Vì vậy mình phải hiểu rằng đạo Phật nó không ở đâu đó, đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình, đạo Phật ngay trong cuộc sống, từ cái mang đôi giày, từ mặc cái áo, từ xếp cái áo. Pháp Hòa hay hướng dẫn cho Phật tử xếp áo tràng. Khi quý vị ra cái áo rồi, quý vị phải nắm cái áo ngay cái sống. Biết cái sống áo không? Cái phía sau cổ đó, nắm ngay cái sống đó. Đừng có nắm đâu hết, nắm ngay cái sống. Tại sao? Tại vì khi mình nắm ngay cái sống áo đó thì tự động hai cái cánh tay áo này nó tự nó đi vào khuôn với nhau. Người Phật tử cũng vậy, mình nắm được cái then chốt của đạo Phật, mình nắm được cái sống áo của đạo Phật thì không có ai lung lay gì mình được. Mà nắm ngay cái sống áo đạo Phật là gì? Chúng ta có niềm tin. Thứ nhất là phải tin Phật. Mà tin Phật là không phải tin thần, tin thánh, mà tin Phật là một người thầy giác ngộ, có khả năng dẫn dắt mình, chỉ dẫn cho mình tu tập, chứ không phải là ông thần thánh ban ơn giáng phước gì cho mình. Mình tin như vậy đó, không có ai làm cái niềm tin của mình lung lay. Và chính mình cũng không lung lay với Phật. Lỡ mình cầu hoài không linh, mình nói Phật không linh. Mà tại từ đầu mình đã xác định Phật là thầy mà, Phật đâu phải là thần. Nếu mình xác định Phật là thần thì mình bắt đầu xin xỏ. Còn nếu mình xác định Phật là thầy, cái câu là Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và vi viên mãn. Phật có phải không? Thành thử là ai? Chính bản thân mình đôi khi mình cũng lung lay với Phật là tại vì cầu hoài Phật không đúng. Vì mình xem Phật là thần thánh. Thứ nhất là mình phải tin Phật là thầy. Thứ hai là mình tin Pháp, là tin lời dạy, tin chân lý, tin lẽ thật. Mà Pháp này có gì trong đó? Nhân quả, nhân duyên, vô thường, vô ngã. Không có cái gì. Đây, bình hoa này nó vô ngã. Tại sao? Tại vì gọi nó là hoa, chứ thật tình nó không có hoa gì hết. Nhìn thì nó là hoa, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời, hay là hoa cúc. Nhưng khi tách nó từng cánh thì không còn gọi là hoa mà cánh hoa. Mà khi mà nó nát ở trong đất thì gọi là rác. Như vậy nó, cái hoa này nó cũng không có hoa gì hết, chẳng qua nó tạm thời nó có cái hình dáng, mình gọi tạm nó là cái hoa. Chúng ta đây cũng vậy, còn sống là gọi anh, gọi chị, gọi bác, gọi gì, nằm ngay đơ liền đổi tên liền, Hương Linh, Vong Linh. Còn sống là kêu là con người, nằm ngay đơ kêu xác chết, tức khắc đổi tên liền.
rồi đẩy vô trong họ, đẩy vô trong lò, đẩy ra rồi và không kêu gì nữa, kêu củ cố nắm cho, thấy không? Mình thấy mình vô ngã chưa? Mình thấy mình vô thường chưa? Mà nếu mình thấy mình thường vô ngã vô thường như vậy đó, cho nên cái tâm mình sẽ bình lặng trước mọi cái ngã nhân. Tại vì con người người ta sống với cái ngã cho nên nó có đấu tranh. Tôi mà tôi là ai? Tôi không là ai hết. Thí dụ bây giờ quý vị thấy không, một vị thầy trụ trì mà theo mình hiểu là thầy trụ trì là thớp chứ gì, nhưng mà quý vị đâu có biết rằng thầy là có cái tên thớp vậy thôi, chứ chỗ nào mà không dọn là thầy trụ trì sẽ dọn đó. Cho nên tôi kêu là thiếp thớp. Có những lúc thầy ngồi, mình thấy thầy ngồi trên vậy đó, nhưng mà sau một cái những cái lễ gì mọi người đi về hết rồi, những cái tàn dư còn lại thì trụ trì phải lo. Rồi bây giờ thí dụ như giờ hàng tháng là bill bổng điện nước ai lo? Trụ trì phải lo. Cho nên tất cả những cái gì mà khó khăn nhất phải đưa lên cho trụ trì giải quyết hết. Cho nên nghe tiếng thì lớn phải không, nhưng mà thực sự ra làm tất cả công việc. Tôi không là gì, tôi mới là tất cả. Còn tôi là gì rồi ai dám gọi là gì nữa đó. Nó là cục bột nếp thì có thể làm nít trần, có thể làm chè xứ nước, có thể làm chè Ý, có thể làm tất cả các loại bánh, có thể là bánh cam. Nhưng khi nó là cái gì rồi thì nó là cái tên nó thôi, chứ nó không là gì nữa. Cho nên cái hoa này nó vô ngã, cái hoa này nó vô thường, tại vì nó héo, nó sẽ rụng, nó sẽ tàn. Mặc dù bình hoa này là ni lông, nhưng mà vô trong lửa nó cũng cháy rụi. Nhưng mà rồi cái ni lông này, tại vì người ta cắt cái vải, cắt cái ni lông người ta nhuộm màu thì nó ra cái hoa thôi, chứ nó cũng là ni lông, cũng là màu, vân vân. Với cái nhìn của đạo Phật, mình tin rằng giáo pháp của Đức Phật á, là dạy cho mình thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Cho nên hiểu như vậy rồi á, cái gì nó đến á, chấp nhận. Rõ ràng Phật nói vô thường, tại sao mình cứ expect mọi thứ là thường? Nuôi con á, thì mong con mau lớn, mà nó đổi tánh không chịu. Muốn nó mau lớn thôi mà nó phải giống mình, nó mình nói sao nó nghe dạy y như hồi nhỏ vậy. Cái mà nãy mà nó dạy hoài cái sao nó khờ quá. Nó không giống con ta. Nó khổ mình vậy đó. Con mình nó lớn thì nghĩa là nó cao cái xác, thì nó phải ra ngoài nó sinh hoạt, rồi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đời sống nó phải khác đó. Ngay cái tiếng nói nó còn thay đổi đó. Rồi cơ thể nó cũng thay đổi, nó vô thường mà. Thân thể vô thường thì tâm tánh cũng vô thường, chính mình đây cũng vô thường. Nhưng mà mình thì vô thường được, mà người khác vô thường mình không chịu. Mà nếu nói cho cùng thì tất cả, từ hoàn cảnh tới con người, ai cũng vô thường hết. Đó là chân lý. Mà hiểu như vậy thì chúng ta không có bị một cái khổ expectation. Cái khổ là bắt buộc mọi thứ nó theo ý mình. Đó là tinh pháp. Và tinh tăng là gì? Là tin vào đoàn thể những người tu theo Phật. Còn ai làm gì sai thì mình đừng có khao, đừng có tính. Mình phải tính cái gốc chứ, tại sao mình tính chi ba cái râu ria, ba cái lá héo đó. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Còn đoàn thể nào, cá nhân nào ta làm đúng, đó là chuyện riêng riêng tư một lá, một cái lá của người ta, chứ không phải toàn thể cái nhánh cây, cái thân cây đó. Cái thứ tư là tình mình. Phải có niềm tin ở nơi mình, phải không? Mình tin mình có khả năng làm được, sống được như vậy. Đó, quý vị thấy hồi xưa ở Việt Nam không biết một chữ tiếng Anh, bây giờ qua đây một bụng, vượt biên qua không có một đồng, giờ có tiền, nhà, mua cửa, mua xe. Mình có khả năng, mình có khả năng tạo dựng sự nghiệp, hoàn cảnh sống bây giờ. Tại sao mình có khả năng làm cho đời sống mình tốt hơn, tâm niệm mình khá hơn? Đó là tại mình chưa đủ cái tự tin cho mình. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta phải có tin Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin mình. Đó là chưa nói những cái tin khác nữa đó. Đây là bốn cái điều căn bản thôi. Tin như vậy rồi, thí dụ như người ta nói anh không làm được đâu, đừng có làm. Mình phải có niềm tự tin với chính mình. Có tự tin thì
cái gì mình muốn vượt được hết. Hồi xưa đi vượt biên ai mà không sợ chết, phải không? Nhưng mà thôi, đánh liều một phen, tự tin là mình có thể qua được cái ải này. Rồi từ đó nó mọi thứ nó khai sáng ra. Thì đó là điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Cái chính là làm sao mình nhớ bản thân mình có rất nhiều những cái tạp, chuyển hóa cái tạp để mình đến hoàn cảnh mình thay đổi hoàn cảnh. Đừng bắt hoàn cảnh thay đổi, mình thay đổi thì hoàn cảnh sẽ đổi thay. Tại vì hoàn cảnh mãi là như vậy, chỉ cái cách nhìn, cách tiếp nhận, cách thay đổi của mình. Mà trong kinh Phật dạy gì? Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, lòng an thì chỗ nào nó cũng an, phải không? Và các vị thường dạy mình đó, người mà an lạc đó, ở đâu cũng an lạc, người không an lạc ở thiên đường cũng không thoải mái đó. Hiểu được như vậy thì đó là một trong những cái kết quả tu tập của người Phật tử. Có rất nhiều pháp để chúng ta an lạc, nhưng đây là cũng là một pháp làm cho cái tâm mình được an lạc. Mình có khả năng chuyển hóa hoàn cảnh. Thôi, vị nào có câu hỏi gì thì xin nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ. Nếu ai ngại thì có thể viết giấy. Có ai hỏi gì không? Dạ mời cô. Dạ thưa thầy, như thưa các anh hữu, con có một không phải bộ một điểm đó về quy y. Quy y có phải là người Phật tử là bắt buộc phải quy y không? Rồi điều kiện thế nào? Cảm ơn cô. Dạ, kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta không có cái gì bắt buộc hết, không có bắt buộc cái gì hết. Có điều là chúng ta khuyến khích và chúng ta nên làm. Tại sao? Cái quan trọng là chúng ta ý thức tại sao chúng ta không nên làm cái này và chúng ta nên làm cái kia. Ví dụ, mình ý thức mình đến nơi công cộng một buổi lễ cần sự yên lặng, thì chúng ta tự động mình không nói chuyện, không làm ồn, không có gây những cái tiếng động, hoặc là mình tắt cái phone. Đó là ý thức. Trong Phật giáo cũng vậy, không bắt buộc ai làm điều gì, nhưng mà chúng ta ý thức. Nếu chúng ta phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi chung là quy Tăng Bảo, và giữ năm điều đạo đức căn bản của nhà Phật, đó là ý thức khổ đau của sự giết hại, cho nên chúng ta không giết chóc. Ý thức bất công của sự trộm cắp, cho nên chúng ta không trộm cắp. Ý thức những đổ vỡ hạnh phúc gia đình của những người đã có chồng, có vợ và quan hệ tình cảm bên ngoài, làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình và của người, cho nên người Phật tử nguyện không tà hạnh. Ý thức được những lời nói, dựng chuyện nói xấu, gây hấn với nhau, làm đổ vỡ biết bao nhiêu tình cảm trong đoàn thể, cá nhân, cho nên người Phật tử nguyện không nói những lời dối trá, dựng chuyện. Ý thức đổ vỡ hạnh phúc gia đình, bệnh tật của thân tâm do ăn uống không tiết chế, rượu chè, cờ bạc, vân vân, cho nên người Phật tử không làm. Như vậy, ở đây đạo Phật là khuyến khích, vì chúng ta ý thức được cái khổ nếu chúng ta không làm. Và nếu chúng ta làm được năm điều này thì chúng ta mang hạnh phúc an vui cho mình, cho gia đình. Cho nên nên quy y, chứ không có bắt phải quy y. Nhưng mà quý vị nhớ ha, việc gì trong nhà Phật chúng ta làm, chúng ta phải ý thức. Nghĩa là gì? Aware. Mình understand, mình hiểu được việc đó tại sao mình phải làm. Phật Hòa ví dụ,
Tại sao người Phật tử đi chùa chúng ta cần nên ăn mặc trang nghiêm? Tại vì mình ý thức, mình ý thức là mình đến cái chỗ tôn nghiêm. Mà mình ý thức rằng mình đến chỗ tôn nghiêm, mình ăn mặc không tôn nghiêm thì người ta nhìn mình với cặp mắt rất là xem thường, là tại vì người ta nghĩ rằng mình không có suy nghĩ. Tại sao mình đi chùa chứ bộ mình đi tiệc sao mình ăn mặc gì kia vậy? Thì mình ý thức thôi. Rồi bây giờ nè, người chồng mà bỏ rượu, bỏ cờ bạc là ý thức. Tôi muốn hạnh phúc gia đình, tôi không muốn vợ con tôi khổ, và tôi không muốn bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà tại sao tôi lại phải hủy thân bằng rượu chè cờ bạc, xì ke ma túy? Ý thức. Nhưng mà tại sao mình phải phát nguyện? Nếu quý vị đã từng giữ, bây giờ quý vị không quy y, quý vị đã từng giữ những điều này đúng không? Nhưng cái lễ để làm gì? Cái lễ quy y để nó làm cho mình tác thành một cái nguyện đi vào trong cái tâm thức của mình. Tôi đã làm cái lễ đó, cái lời nguyện đó. Hai người thương nhau được rồi, tại sao phải có lễ cưới? Vì cái lễ cưới nó mới giúp nhau gắn bó, giúp nhau vượt những khó khăn. Mình không phải gọi là chơi, mà thích thì ở, không thích thì chia tay. Mà mình đã có cái lời nguyện ước đám cưới, thành vợ, thành chồng. Thôi cố gắng nhẫn nại mà sống, vì mình muốn tìm một người bạn đời, một người bạn trong đời. Thì bạn mà đôi lúc cũng phải có bè chứ, rồi tiền thì bạc, xe thì cổ, máy thì móc, không đụng thì chạm, đụng thì phải chạm, mà đại chúng thì phải đụng trái đó. Hợp thì phải cãi, hợp thì phải bàn, hợp là phải bàn, mà bàn là phải cãi. Cái chuyện đó đương nhiên trong cuộc sống, nhưng cái quan trọng là chúng ta ý thức cái đó để vượt qua sau những lần bàn cãi đi đến kết quả, vậy thôi, chứ còn không bắt buộc. Nhưng ý thức, và lấy cái gì đi ý thức? Lấy cái gì ý thức? Lấy cái khổ, lấy cái quả khổ để chúng ta bỏ cái nhân tạo khổ. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu thứ nhất là cứu cái nhân khổ, cứu cái nhân khổ. Còn cái quả khổ cứu được nhưng mà khó lắm. Như một khúc vải muốn may cái áo là may, may hư mà đem sửa thì khó hơn là may cái áo mới. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Phật thấy rõ cái nhân khổ, cho nên Phật dạy chúng ta đừng làm điều đó để chúng ta không tác cái quả khổ. Tại chúng ta có một cái thói quen là khi chúng ta tạo nhân chúng ta không sợ, nhưng khi quả đến thì chúng ta rất sợ. Vì vậy mà trong kinh chư tổ thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mình nóng lên bất cần, thôi thôi đừng có nói, không cho tôi nói đi, tôi nói rồi trời sập tôi cũng chịu nữa, tôi nói rồi xe cán tôi cũng chịu nữa, đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa, cho tôi đập nó đi ở tù tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tới hồi vô tù rồi thì trời ơi trời, sao mình nóng quá, thấy không? Cho nên cái nhân khổ mình không cứu, mình không cứu thì cái quả khổ nó đến ai cứu mình được? Thưa đại chúng, là đạo Phật có cái đặc biệt là không ép nhưng mà khuyến khích. Nhưng mà không phải khuyến khích khơi khơi à, phải ý thức. Làm việc gì cũng phải ý thức. Tôi ý thức rằng ngoài kia có người đang đói, cho nên tôi mang thức ăn đến cho người ta. Tôi ý thức người đó đang bệnh, tôi mang thuốc. Vì ý thức họ bệnh cho nên mang thuốc, và phải mang thuốc đúng bệnh, không hỏi gì hết á. Người ta bệnh lấy thay là non nhét, mà rốt cuộc ta không phải bệnh đó. Thành nữa ra mình ý thức chưa đủ đúng không? Ý thức người ta bệnh là một việc, bệnh gì để cho thuốc cho đúng. Cho nên cần nên quy y mà không có bắt buộc phải quy y. Nhưng mà khi quy y rồi, cái năng lực phát nguyện nó giúp cho mình tăng trưởng. Đồng thời quý vị cứ thường nói thôi không dám quy y đâu, quy y rồi á lỡ làm tội, không quy y làm tội như thường. Nhưng mà có quy y rồi biết rút tay. Hồi nãy định đục 5 cái rồi đó, mới đục có 1 cái à, mình là Phật tử rút tay lại. Cho có quy y rồi nó sẽ có một cái thúc liễm ngăn cản. Cũng giống như người kia có gia đình rồi, đi chơi hồi đó chưa có gia đình, đi chơi tới 12 giờ khuya. Bây giờ đi có gia đình mà cái tâm ham chơi vẫn còn, nhưng suy nghĩ thôi về sớm với vợ con. Tại nó có vợ rồi, có cái lễ rồi, nó khác chứ, phải không? Cho nên mình nên quy y.
Và thưa đại chúng, quy y không có luận tuổi tác, không có luận tuổi tác năm tuổi, nhưng mà nhỏ quá mình quy y gieo duyên thôi. Đứa nào mà nó nhỏ quá thì gieo duyên, khi nó lớn nó đủ ý thức, nó phát nguyện nó giữ giới: con xin nguyện ý thức khổ đau của giết hại, nên con nguyện không giết nó, không tán thành sự giết nó. Quý vị hiểu được chỗ này ha, thì mình nên thôi mà không bắt. Rồi, rồi hỏi lớn đi. Rồi cô hỏi đi, hỏi lớn đi cho mấy linh kia trả lời. Con nghe nói thôi là khi mà một người mất thì nếu mà không ưu tiên thì không được cúng thờ ở trong chùa, có đúng không ạ? Rồi, cảm ơn câu hỏi của cô. Tất cả các phương linh thờ ở chùa Lục Hòa, ai chưa quy y mà vẫn được thờ ở đây lên tiếng coi. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Thí dụ ha, nếu một người đó họ chưa quy Tam Bảo mà bây giờ họ mất, cái ước nguyện họ được về chùa hoặc người thân họ mang về chùa lại phải được càng khuyến khích chứ. Người ta chưa biết quy hướng mà ngày nay người ta quy hướng mà nhà chùa không tiếp nhận thì chùa làm sao gọi là từ bi. Cho nên người nghĩa là đồ tể bỏ dao mà còn thành Phật, huống chi một hướng gì một con người bất quá họ chưa quy thôi. Vì vậy mà nhà Phật mới có cái pháp quy y hương linh, mình mới có lễ quy hương linh đó. Mà trước khi quy hương linh là phải khai thị, nói cho ta nghe, lúc còn sống hương linh đã tốt rồi, nhưng mà chưa đủ cơ duyên gặp Phật pháp để quy Tam Bảo. Nay chúng tôi vì hương linh quy Tam Bảo. Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, nói cho cái linh nó nghe để họ phát tâm. Cho nên không có cái chuyện, không có cái chuyện các linh nào về báo gân. Linh ghê vậy đó. Không có cái chuyện đó nha ha. Nên quý vị cứ yên tâm, mình có người thân mất muốn đưa về chùa cứ đưa, còn chùa nào cũng nhận cái đó, chuyện cá nhân chùa đó chứ không có chung trong cái chung. Dạ. Thưa thầy, nếu mà còn người nào thắc mắc thì xin hỏi, còn nếu không cho con hỏi chính. Rồi con cứ hỏi đi. Dạ. Thưa thầy, nói không có điều kiện gì để tôi nhưng mà ví dụ như các tôn giáo thì tôi được không? Thưa đại chúng á, như Pháp Hòa nói á, quy y theo Phật giáo không có nghĩa là mình vô đạo. Cái lễ quy không phải là mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà chúng ta phát nguyện để làm cho cuộc sống mình thăng hoa theo con đường thiện. Cho nên không luận bất cứ ai, nếu họ phát tâm họ đều được tiếp nhận tam quy và năm giới. Quý vị thấy á, những người Mỹ ở phương Tây, nói chung á, Âu Mỹ đó, họ có nhiều cái đức tin riêng, nhưng khi họ đến với đạo Phật họ vẫn họ năm giới bình thường. Tại sao? Bây giờ quý vị nghe năm giới nè: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Bộ riêng của đạo Phật sao? Bất cứ con người nào ai muốn sống tốt, muốn thăng qua đời sống hạnh phúc gia đình, muốn an bình cho xã hội, cần phải quy y. Cho nên cờ Phật giáo Việt Nam có năm màu, cờ Phật giáo thế giới có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm màu đó tượng trưng cho năm giới, mà năm màu đó cũng tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ năm giới thì cả một thế giới đại đồng. Cho nên có năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới, ai cũng có thể thọ giới đó. Một người Công giáo mà họ thọ năm giới, họ là một người Công giáo tốt hơn nữa. Họ đi, họ có thêm nhiều chất dinh dưỡng để làm cho cuộc sống của người Công giáo tốt. Phật tử cũng vậy thôi. Ví dụ như một người mà họ nói họ toàn tâm toàn ý là họ quy y Phật, nhưng mà không có quy y bằng hình thức thì có được không ạ? Tất cả các pháp đều do tâm, tất cả các pháp do tâm. Nếu mình nghĩ rằng mình đã toàn tâm toàn ý hướng về Tam Bảo,
mình không cần phải đến lễ lọc nào hết cũng không sao, tức là mình tự quy y. Nhưng mà cái ý nghĩ tại làm sao mình đến trước bàn Tam Bảo, trước chư tăng, là bởi vì thứ nhất mình nương vào cái hình tướng thứ nhất Phật, gọi là thế gian Phật bảo, tưởng ăn quyển kinh là thế gian pháp bảo, chư tăng là thế gian tăng bảo. Nhờ cái hình tướng của thế gian Tam Bảo của thế gian này để giúp cho mình trở thành một người Phật tử nương tựa Tam Bảo tự tâm. Bởi vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Cho dù quý vị có đến với chư tăng trước bàn Phật làm lễ quy y, nó chỉ mới thành tác thành cái hình thức trên phương diện giữa người truyền và người thọ. Cái quan trọng là ngày nào cũng phải trở về với Phật ở nơi mình. Cho nên tụng kinh xong, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Còn nếu như vì một lý do nào đó, hoàn cảnh nào đó, mình không đến chư tăng, không đến chùa cũng không sao, tại vì tất cả là do tâm. Nếu tâm mình thanh tịnh, mình thành cũng thành cái pháp, phải không? Còn nếu mà mình được một cái cơ duyên, một vị tôn đức nào mình có tâm kính trọng, một ngôi Tam Bảo nào mình hướng tựa, thì mình vẫn có thể nương tựa cái gì, mượn cái hình ảnh, cái xuất thế, cái thế gian này để giúp cho mình quy tụ, quy ngưỡng được cái Phật Tam Bảo bên trong. Nếu mình không có cái ngã thì mình nhẹ nhàng lắm. Lúc nào tôi như vậy, tôi thế này và tôi thế kia. Thí dụ như người ta kêu mình đi quét nhà, tôi vậy mà quét nhà hả? Tôi vậy mà đi rửa chén hả? Thí dụ vậy. Nhưng mà tôi như vậy mà rửa chén mới là vô ngã. Mà tới chừng đó đó, cái ngã thứ hai mới được hiển hiện. Cái chữ ngã trường hợp này, mình sẽ hiểu cái ngã theo cái nghĩa siêu nữa là gì? Ngã này là sự tự tại của một con người. Cho nên Đức Phật nói thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Thì chữ ngã trong lúc này mình cũng được hiểu là trên trời dưới đất này không có gì hạnh phúc cho bằng khi con người sống không ràng buộc. Chữ ngã lúc này nghĩa là tự tại. Vì cái chữ ngã này nó là một trong bốn nghĩa của chữ Niết Bàn. Khi chúng ta nói chữ Niết Bàn là chúng ta nói gọn, mà đôi khi chúng ta không hiểu Niết Bàn là gì, và đơn giản hiểu là Niết Bàn là cái chỗ chết tới. Nhưng trong Phật giáo, cái chữ Niết Bàn nó không hạ trong cái nghĩa đó. Mà người nào có đủ bốn cái chất liệu, bốn cái tố chất này thì người đó có Niết Bàn. Thứ nhất là thường. Thường là gì? Lúc nào cũng tâm bình thường. Mình ngộ lắm, đeo cái kiếng ở trên mắt mà vẫn đi tìm kiếng, cầm chìa khóa trong tay mà đi tìm chìa khóa. Có không? Có. Cái đó gọi là gì? Cái đó là tại vì miễn sao cởi trâu mà tìm trâu. Nhà Phật gọi cái nhà thiền á, dùng cái từ cởi trâu mà tìm trâu. Mình đang sống trong cái bình thường nhưng mình không bao giờ biết hưởng cái bình thường đó. Thí dụ người ta gặp mình: chị lúc này sao, khỏe không? Chị chán phèo bình thường. Nhưng khi khổ đau nó đến, trời ơi con chỉ muốn bình thường mà sao không được. Nhưng những lúc bình thường thì lại không sống được với nó. Cho nên chư tổ nói sao? Tâm bình thường là đạo. Có một lần Pháp Hòa đi giảng, cô Phật tử thương quá viết câu hỏi lên: thầy ơi, con nói bạn con đi nghe thầy giảng, bạn con nói thầy bình thường quá có gì nghe. Mà con rất là buồn, tại con thấy thầy rất là đặc biệt. Mà không, người ta coi em bình thường là em mừng đó, chứ chỉ sợ họ coi em bất thường thôi. Cho nên ai mà nói mình bình thường phải mừng, phải không? Tại vì mình bình thường nghĩa là đói mình biết ăn, chỉ có sợ đói là đi ăn, ăn tầm bậy thôi, cái đó là bất thường. Cho nên á, mình sống được với cái bình thường đó là mình sống với đạo.
ở đời vui đạo hãy tùy duyên, đói đến thì ăn mệt ngủ liền, trong nhà sẵn báo khỏi tìm kiếm, đối cảnh vô tâm chớ hỏi thiền. Đó là đạo chứ gì nữa. Mà đó là tinh thần của ai? Tinh thần của Trúc Lâm Đại Đầu Đà, thiền sư Trần Nhân Tông, một thiền sư người Việt Nam mà Ngài đã dạy mình vậy đó. Ngài dạy mình cái đạo lý để sống, đó là ở đời vui đạo hãy tùy duyên. Hồi nãy quý vị đâu có bao giờ nghĩ là sáng nay đi lên chùa Huyền Quang nghe pháp thoại được ngồi hạng A đâu. Nãy mua vé ngồi dưới kia kìa, không? Rồi thế thái nhân tình đẩy lên tới đây. Nói rằng có một cái con lừa đó, nó bị té xuống cái hố, thì người ta muốn cứu nó mà cứu không được. Cuối cùng người ta quyết định thôi chôn nó đi. Thì mới biểu hết tất cả mọi người, mỗi người cầm một cái xẻng, xúc một muỗng đất, lấp đất chôn nó. Thì khi mà nó đứng ở dưới cái hố đó, người ta lấp đất xuống cái nó lắc người một cái đất nó rớt. Là mạng lát nữa 100 cái xẻng đất nó lắc riết cái bồi đất lên cho nó đi ra khỏi cái hố đó. Cuộc đời này nhiều khi người ta muốn lắp đất ta chôn mình, nhưng nếu mình biết lắc mình thì mình sẽ tự đi lên được chưa? Để là mình, tôi đâu cần làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ cần lắc mình cả. Phải không? Tôi không cần làm gì đặc biệt, anh nói tôi nghe tôi hiểu. Nhưng sao tôi nhịn? Tại tôi tu, chứ tôi đâu có ngu mà tôi không hiểu. Cho nên đó là ngã. Ngã là sự tự tại của một người. Đó là thường. Thường là tại sao? Vì mình thấy cuộc sống này ai sống rồi cũng chết, mà đã biết là chết thì tại sao phải tranh giành? Thôi anh hơn được một chút, anh cũng hơn được tôi chứ đâu có hơn được người kia. Không tin quý vị đi ra xe, quý vị lấy xe đó, quý vị lấn, lấn được 2-3 chiếc rồi rốt cuộc cũng sao cả chục chiếc trước, vậy mà cũng cứ lấn. Ngồi chen chút với nhau để được hơn người kia, nhưng mà hơn ai? Nhiều khi mình sống trong một cái cơ quan làm việc với nhau, mình lấn để mình hơn người kia một chức, nhưng mình cũng phải dưới chức của người khác. Vậy mà mình cứ làm mệt mỏi cuối năm, cuối ngày và cuối tháng. Cho nên rốt cuộc rồi mình không có một ngày ngủ ngon, tại vì cái này nó làm việc cực quá. Phải ngày mai phải làm gì để tranh đấu cái chuyện đó. Nhưng mà sống với cái thường là sống với niết bàn, sống với cái lạc. Lạc là gì? Lạc là vui. Mà cái vui này cái vui bình thường lắm. Ở trong chùa không có ai tới cũng lạc. Còn mà bữa nay rần rần vậy nào không có lạc à nha. Cái này hỷ à. Cái này là hỷ, hỷ là vui. Nhưng mà cái vui này tạm thôi. Chiều nay nè, mọi người đi về hết rồi bắt đầu súng nhau dọn bàn dọn ghế, lúc đó lạc đó. Em làm chuyện này hoài. Chùa của em á, bển nó chủ nhật nè, em cũng đi gom dép em cất đó. Nhưng mà mình, đó là cái chuyện bình thường của mình, mà mình làm trong cái tĩnh lặng, cái enjoy là lạc. Niết bàn, thường, lạc. Và mình làm không bị cái giai cấp, cái chức vụ nó làm khổ mình. Trời, trụ trì mà đi gom dép. Trụ trì mà đi gom dép được thì gọi là ngã, không có vướng cái tiếng của chữ trụ trì. Cho nên Đức Phật chỉ tài. Cho nên thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn, hiểu theo hai nghĩa đều được hết. Nói Đức Phật sao kỳ vậy? Đức Phật lại tự cao tự đại. Phật nói Phật là tối tôn nhất. Chữ tôi đây là Đức Phật muốn nói chung cho tất cả mình đó, chứ không phải nói ngài không đâu. Trên trời dưới đất này, chính cái ngã là nhận chìm con người khổ nhất. Mà nó khổ một cái á, làm chức lớn á thì mình vướng rồi, nhưng mà thậm chí làm chức giữ ngựa cũng
dính vào đó. Quý vị nhớ ai không? Bạch Mã Ôn đó, Tôn Ngộ Không đó, lên trời giành chức, rốt cuộc được chức gì? Làm cái người giữ ngựa. Nhưng tự cao tự đắc với cái chức đó. Đến một ngày nọ bị người ta nói cho mình biết cái chức đó không có lạ gì hết. Bắt đầu sao? Tại sao mấy bữa trước mình lại rất happy, rất là vui với cái ngã đó, mà khi người ta nói một cái thì cái ngã này nó sụp đổ? Như vậy cái chức này nó có thật không, hay là tự mình định nó khổ với nó? Cho nên cái đoạn phim đó trong Tây Du Ký là để muốn nói với chúng ta cái message đó, cái thông điệp đó. Hồi mình chưa đi tu á, ta gặp mình ta nói con, cái mình vui lắm. Nhưng mà khi mình đi tu, mình được làm chú tiểu, người ta gặp mình ta kêu con, tôi là chú tiểu rồi, với kêu bằng chú. Rồi cái đứa nào được thọ tỳ kheo, người ta không biết, ta vô ta gặp chú, nói không, bữa nay tôi là thầy rồi. Rồi tu được 20 năm tuổi đạo, tuổi đời được 40 năm, cái ta đưa lên làm thượng tọa. Cái bữa nào ta kêu đại đức, cái buồn hiu, nói tôi thượng tọa mà cứ kêu đại đức hoài. Nhưng Phó Hòa nội kết với cái cô Diệu Minh ở đây lắm. Tại cô gặp cổ cứ đi lên đây cổ biểu đại chúng đứng dậy mời thượng tọa. Mình đâu có thượng tọa gì đâu, ông thầy tầm thường thôi là đã mừng rồi. Chờ quý vị gặp em, quý vị cứ kêu thầy Pháp Hòa là em mừng rồi. Chỉ sợ bữa nào buồn kêu em thằng nó chết. Quý vị hiểu rồi nói không? Thường, lạc, ngã. Chữ ngã này Pháp Hòa muốn nói với đại chúng hai ý. Rồi nếu mà đến cái ngã siêu hơn, đó là sự tự tại. Tự tại là gì? Nó khác với tự do. Tự do là sao? Tự do là khi con người bị ràng buộc và muốn tranh đấu ra khỏi cái chỗ đó, cho nên mới gọi là tự do. Còn người tự tại sống ở đâu cũng là cái nơi chốn của họ. Phải không? Đạo vốn không nhan sắc, mà ngày thêm gấm hoa. Trong 3000 cõi ấy, đâu chẳng phải là nhà. Ở đâu cũng là nhà mình hết. Cho nên đó, đối với tinh thần Bồ Tát, địa ngục cũng là thiên đường, cũng là tịnh độ. Cho nên các vị mà tu tịnh độ mà siêu hơn là gì? Ta bà là tịnh độ. Khổ đau là hạnh phúc. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương sao biết chuyện con người. Không nghèo đói làm sao thi vị hóa. Không lang thang đâu biết gió mưa nhiều. Mình phải có lang thang mà biết chuyện này chuyện kia. Phải không? Cho nên mình cực khổ để mình làm một cái việc là ta lần mò leo mãi không qua được vết sầu. Chút nữa đây á, chúng ta sẽ được đi lên tắm Phật. Không phải Đức Phật dơ mà cần mình tắm, nhưng mà đây là một biểu tượng để bày tỏ, nếu nói với văn hóa truyền thống là bày tỏ sự tôn kính. Vì đây là mình không phải đang tắm một Đức Phật gọi là thành đạo, mà một con người mới sinh. Cho nên có những người người ta mới vào chùa đó, mình phải chăm sóc, mình phải hộ niệm, chứ đừng có sống theo cái kiểu là ma cũ ăn hiếp ma mới. Mà mình thấy người nào mới sinh, tức là sơ sinh đó, mới tới, mình phải bảo bọc, mình phải hướng dẫn, mình phải giúp đỡ, để người ta cảm thấy rằng người ta đến với trong cái cuộc sống mới này nó có được một sự bình an, cũng như một đứa con nít thôi. Tại sao đứa con nít nó ngủ, nó giật mình vậy mà nó không thấy ai? Là nó khóc, nó không biết nói gì hết, nhưng mà trong thầm lặng nó cảm nhận rằng nó đang cô đơn, nó đang sợ hãi. Con nít mà nó còn biết như vậy thì huống chi người lớn. Vậy thì đây là biểu tượng á, một đứa nhỏ mới sinh, một người mới sinh thì chúng ta chăm sóc. Và Đức Phật ở đây còn biểu tượng cho hồi nãy vừa nói đó, cái tâm tĩnh lặng giác ngộ ở nơi mình.
Nhưng mà tại vì mình lăn lộn quá cho nên mình bụi nó bám. Bây giờ mình phải lấy cái nước mình rửa. Cho nên trong cái nước đó phải để ít hoa, vì hoa là tượng trưng cho giới, nước là tượng trưng cho định, Phật là tượng trưng cho tuệ. Giới, định, tuệ. Nhưng mà tuệ từ đâu mà có? Từ giới định mà sanh. Từ giới mà sanh định, từ định mà sanh tuệ. Nước định pha với nước hoa giới tẩy rửa ra một con người sáng suốt. Nếu mình chưa bao giờ khổ đau, chắc gì mình biết dừng lại để quán lại khổ đau của đời mình, để rồi từ đó mình giác ngộ. Cho nên khi mình chưa giác ngộ, mình là một cái ngã trầm luân. Khi giác ngộ rồi thì mình một cái ngã tự tại. Thế thì bây giờ chúng ta hiểu được chữ ngã trong câu thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn. Và chúng ta hiểu tại sao chúng ta tâm Phật. Đây là một cái văn hóa, cái truyền thống thôi. Và quý đại chúng nhớ vậy nè, trong tất cả mọi phương tiện đều là những phương tiện để chuyên chở đạo lý. Vì vậy nhà Phật mới có câu gì? Văn dĩ tải đạo. Văn chương chữ nghĩa vốn nó chuyên chở cái đạo lý. Thực chất của đạo không có gì để nói hết. Cho nên chân kinh là không có chữ. Cho nên đường Tam Tạng, thầy trò Tôn Ngộ Không đi thỉnh kinh lên Phật tổ, nói xin cho con chân kinh. Chân kinh thì làm sao có chữ? Tại cái chỗ chân thật đó từ ngữ nói là kẹt hết. Rồi rốt cuộc phát hiện ra không được, con trở về thế gian người ta cần chữ nghĩa. À, ông thỉnh kinh này là gì? Kinh phương tiện, cho nên phải có chữ. Cái chỗ tột cùng của sự tu hành là tĩnh lặng. Nhưng mà giờ người ta chưa biết tĩnh lặng, mình phải hướng dẫn đó, như ngồi thiền vậy đó. Quý vị ngồi thiền 30 phút mà hướng dẫn hết 15 phút. Ngồi thẳng lưng, hít vô, thở ra, quán gì, tưởng gì. Rồi đang suy nghĩ, trời hình như có bún mắm. Thì các vị ta biết vậy đó, trở lại, lát nữa ăn bún mắm. Bây giờ ăn món thở trước. Tại vì có thở thì lát mới ăn được, còn thở lát mới có ăn. Quý hiểu ý không? Cho nên vị thiền sư trả lời không? Có một người đó đến gặp một vị thiền sư. Ông là ông quan mà. Thiền sư hỏi: ngươi thấy gì mà ngoài áo mão cân đai? Ngươi thấy gì ngoài áo mão cân đai? Ông này nói: gió lùa khung cửa vắng, nghe gió thoảng hiên ngoài, trăm năm trời đất chuyển. À, im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Im nghe trời đất chuyển, trăm năm chỉ một ngày. Mình cần làm việc đó. Có những lúc mình cần im lặng, trở về với chính mình, để nghe mọi sự nó đang chuyển biến trong cuộc đời này. Rốt cuộc mình chỉ hiểu được một việc thôi: ai rồi cũng đi về cái chỗ tịch tịnh đó. Nhưng người nằm xuống tịch tịnh bằng cái sự tự tại gọi là viên tịch. Còn người quằn quại khổ đau để chết gọi là gì? Si lắc leo. Qua đời từ trần. Còn đối với một người giác ngộ, ta coi cái chuyện sống chết bình thường, cho nên gọi là viên tịch. Chữ viên là mãn, tròn đầy. Tịch là vắng lặng. Ngày thường thầy cũng vắng lặng, nhưng hôm nay thầy vắng lặng hoàn toàn. Cho nên cái người mà người ta sống tự tại là vậy. Một vị hòa thượng, một vị thiền sư, ở một cái nơi chốn mà không có dao cạo râu, tại vì người ta không cho. Ngài làm bài thơ: trên đời quý nhất chỉ bộ râu, khi buồn ta vuốt để giải sầu. Râu ta nào phải đâu râu cọp, khi buồn ta vuốt có sao đâu.
Đó là sự tự tại của người tu. Thôi thì hôm nay nhân chút nữa đây, chúng ta sẽ tuần tự đi lên tấm Phật. Đại chúng đừng nói chuyện trong khi mình tấm Phật, mà phải đem hết tâm thành múc một gáo nước lên, giới một nước thứ hai, định chắp tay xá Phật tuệ. Đừng nói chuyện. Hay là quý vị nói nguyện không làm điều ác, gáo thứ hai nguyện làm các việc lành, gáo thứ ba nguyện độ tất cả chúng sanh, tam tụ tịnh giới. Đừng làm việc ác, nên làm việc lành, giữ tâm trong sạch. Đó là chuyên chở hết đạo lý 40 năm của Đức Phật. Ai hỏi mình Đức Phật nói nhiều quá 45 năm, vậy bây giờ anh gọn gãy đạo lý nhà Phật cho tôi nghe coi. Dạ thưa, đạo lý nhà Phật, đừng làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm cho trong sạch. Người mà tâm trong sạch thì đâu bao giờ làm chuyện không đàng hoàng, phải không? Cho nên thí dụ nếu tôi ăn chay, nghĩa là tôi không có ăn mặn. Hồi đó có hoài có một đứa đệ tử đi học về, hỏi có ăn cơm chưa con. Nó không có trả lời câu hỏi của hoài. Nó nói dạ chiều nay con không có ngủ. Ai cũng ngơ ngác với câu hỏi của thiền sư. Nhưng mà tại vì mình nuôi con, mình hiểu con. Nó nói gì thầy hỏi nó ăn cơm chưa, mà nó chiều nay ngủ. À chiều nay nó không ngủ nghĩa là nó có ăn. Chứ nếu nó ngủ thì nó đâu có ăn. Cho nên á, niết bàn là gì? Khi vắng mặt khổ đau. Chữ nơ vana, nơ là no, vana là negative, không? Niết là không, niết là không, bàn là sân, không sân là niết bàn. Niết là không, bàn là si. Nơ no vana negatives. Whenever you have no negatives, that's nirvana. So enjoy your nirvana. Chúc đại chúng lúc nào cũng sống được với thường, lạc, ngã, tịnh. Đó là bốn chất của chữ niết bàn. Niết bàn là nói gọn, mà nghĩa của niết bàn thật ra là tám lần, gọi là niết bàn bát vị. Nhưng đây là bốn nghĩa chính: thường, lạc, ngã, tịnh. Mà Pháp Hòa muốn nói chữ ngã nhiều hơn là vì cái câu mà Thái tử Siddhartha đã nói: thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn. Khi Ngài nói trên trời dưới đất có mình tôi là tối tôn, đừng hiểu Ngài nói ngài. Ngài nói đây là gì? Tất cả cái tôi, phải không? Tất cả cái tôi đó nó làm khổ mình đó. Mình vừa cũng từ cái tôi đó mà bỏ cái tôi đó thì có một cái tôi gì trong sáng hơn, đó là sự tự tại. Chúc đại chúng tự tại. Mình đến nơi nào, mình rời khỏi nơi đó, mình phải lưu lại cái hình ảnh đẹp, cái tiếng tâm đẹp về cái nhóm đó, cái chùa đó, tổ chức cái thành tựu. Chứ không phải tới rồi ăn mình xả rác, mình xả rác thả vàng mình vừa bãi thôi, kệ lát người ta dọn. Xong một mình đi rồi là một bãi chiến trường. Có nhiều khi mình đến đâu mình giúp, mình giúp không xong, cuối cùng mình bỏ ra đó bừa bãi một cái chiến trường để người ta phải thu dọn. Thì một cái câu chuyện nhỏ về vấn đề thay nước bình hoa và tỉa cắt hoa, nó cũng là một pháp tu. Mỗi khi quý từ đây về sau quý vị có cắt hoa cúng Phật thì quý vị học cái bài kệ: xin cắt một cành hoa tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Con đây cũng một cành hoa, đến đâu cũng nguyện chan hòa bình an, phải không? Nếu con đến chỗ bất an là con chưa làm được hoàn toàn lời Phật khuyên. Mình đến đâu
mình phải làm cho cái chỗ đó an ổn. Cho nên đó, tại sao chúng ta gọi sự ra đời của Đức Phật, chúng ta không dùng những ngôn từ bình thường của thế gian như là sanh, đẻ, khai hoa nở nhụy, lâm bồn, lâm phàm, nhưng mà chúng ta dùng từ đản sanh. Đản sanh là gì? Là sự có mặt đó, sự sanh ra đó là đem niềm vui cho nhiều người, gọi là đản sanh. Chữ đản sanh nghĩa là sự ra đời là đem lại niềm vui chung cho nhiều người, phải không? Cho nên Đức Phật ra đời đem niềm vui cho nhiều người, mà chứng minh rằng Đức Phật ra đời 2640 mấy năm rồi, mà đến ngày nay chúng ta vẫn còn thừa hưởng những cái lời Phật dạy, mà nhờ Phật dạy cho nên mình mới lây lất, mình sống an lạc cho tới giờ phút này nè, chứ không thì mình cũng khổ, tơi bời khổ sở. Cho nên quý vị học thuộc cái bài kệ đó, quý vị đọc theo Pháp Hoa ha: xin cắt một cành hoa, tặng phẩm của đất trời, hoa là vị Bồ Tát làm đẹp cho cuộc đời. Phải vậy không? Chỗ nào mà muốn đẹp cái chân bình hoa, thường là vậy. Mặc dù á, cái bàn này, cái khăn trải bàn nó đủ đẹp rồi nè, sự trang trí đủ đẹp, nhưng mà muốn trang trọng hơn nữa, để bình hoa lên. Mời khách tới nhà chơi, trên bàn ăn để bình hoa, mặc dù lát dẹp bình hoa ăn đồ ăn nhưng mà trước khi khách ăn để bình hoa để làm gì? Làm đẹp mắt, làm đẹp mắt người ta, làm tươi nhuận cái chỗ đó. Cái bàn nó có cái bình hoa lên, tự nhiên cái bàn nó tươi lên. Chúng ta phải làm sao mình là một đóa hoa, đi đến đâu thì mình làm tươi nhuận cái chỗ đó, chứ không có khô héo. Đặc biệt là một ngôi chùa, phải không? Tại vì sao? Tại vì chữ chùa đó được định nghĩa là ly ác xứ, cận thiện xứ. Đó là nghĩa của chữ chùa nha. Mai mốt ai hỏi mình chùa là gì, mình phải trả lời cho người ta biết: chùa là nơi lìa cái ác, gần cái thiện. Nhưng mà nếu như đến đó mà cái ác nó chưa trừ, cái thiện nó không tăng trưởng, thì mình biết rằng mình cần phải cày xới làm cho mảnh đất đó được tốt. Tại vì chữ Vihara tiếng Phạn á, nghĩa là tịnh địa. Tịnh là sạch, địa là đất, đất đó là đất sạch, chẳng qua là thiếu người cày xới. Hoàn cảnh đó tốt, chẳng qua là thiếu người cày xới, ươm mầm, tưới cây, làm cho cái chỗ đó tốt thôi, chứ chỗ đó không phải xấu. Nhưng mà quan trọng là mỗi cái hoa tới đó nó làm tô điểm. Cho nên mỗi khi mình đến chùa, mình tự nói với mình: hôm nay con nguyện làm một đóa hoa cho chùa, dân cúng Phật, cúng mọi người. Quý vị thấy không, đâu phải mình cúng một Phật đâu, xin cúng mười phương Phật. Mình cúng mười phương Phật, mà đâu phải Phật ở có phương, phương này là phương chánh điện, phương tượng. Nó còn có phương này, phương này, phương này, phương này, phương trên, phương dưới, mười phương mà. Đông Nam Tây Bắc, Đông Bắc Tây Bắc, Đông Nam Tây Nam, phương trên, phương dưới. Vậy thì thí dụ đây, cái chùa này hai ngăn, thì ngăn này là phương thượng, ở dưới lầu chỗ nhà bếp, chỗ trai đường là phương dưới là phương hạ, rồi phương trái, phương phải, phương nào mình làm việc cũng mang lại cái này. Cái này không phải là lý thuyết, mà đây là sự thực tập. Đây là sự thực tập. Mà nếu mình làm hoa mà không có tỉa, không có cắt, thì nó không có hút được cái mũ. Tại vì cái mũ của nó đứt cái lỗ chân lông của cái hoa rồi. Cho nên thường quý vị có hoa hồng, bất cứ hoa gì muốn cắm là phải cắt xéo, không cắt ngang, cắt xéo để cho nó cái mũ mà nó đứt cái lỗ chân lông nó rời đi, thì mình cắt mới đi đó, thì cái lỗ chân lông mới nó nở ra, nó hút được nước và nó sống rất là
Cho nên từ một cái chuyện cắm nước bình hoa, mình cũng có thể học hỏi được. Và mình thấy rằng nước là hoàn cảnh, mình là hoa, phải không? Mình thay đổi cái mình thay đổi mình sẽ làm tốt hoàn cảnh. Tại vì sao? Tâm tịnh là cõi sẽ tịnh. Pháp Hòa thường nói, phải không? Cái tâm mình thay đổi là hoàn cảnh sẽ thay đổi. Cho nên mình đừng có cầu mong thay đổi hoàn cảnh nếu mình không thay đổi mình. Cũng giống như con chim, nó hót, nó bị người ta chọi đá, nó bay đi chỗ khác, thì nó ngồi nó rầu rĩ sau 2-3 lần về nhà. Thì cái người bạn hỏi tại sao anh buồn, nó tại vì tôi đậu ở cái chỗ đó, tôi hót mỗi buổi sáng người ta lấy cây người ta liệm tôi. Hỏi tại sao người ta liệm anh, tại vì tôi hót dở quá, hót nghe rùng rợn quá. Rồi tôi đi qua cái cành cây khác cũng bị người ta liệm tiếp. Thì cái người bạn nói anh ơi, anh không cần phải thay đổi chỗ ở, anh chỉ cần thay đổi tiếng kêu. Mình cũng vậy thôi, phải không nè? Mình chỉ cần thay đổi cái hoàn, mình thay đổi bản thân mình thì ở chỗ nào mình cũng phù hợp được. Tại vì cái hoàn cảnh vốn nó không tịnh lắm, tịnh không tịnh gì hết đó. Lúc nào nó cũng là vậy đó. Nhưng mà có mình vô nó khác. Đó có một ví dụ, cái bàn này bây giờ cũng muốn thêm muốn bớt không được, nó vậy là nó vậy thôi. Nhưng mà quan trọng là mình thêm cái bình hoa vào. Rồi hơn nữa, ví dụ mình muốn trang trí, mình phải nhìn cái chu vi của cái bàn, để được bình hoa như thế nào, tượng Phật như thế nào, chân đèn như thế nào, tự nhiên cái bàn đó giờ nó đẹp. Cũng như thế, nhiều khi mình có căn nhà, lúc mình dọn vô trống trơn, nhưng mà tại sao chỉ một tuần lễ sau cái nhà nó đẹp ra? Tại vì mình biết tạo cảnh. Mình biết tạo cảnh. Vì sao mình biết tạo cảnh? Vì mỗi lần chụp hình mình biết tạo dáng. Mỗi lần chụp hình biết tạo dáng. Nào là đứng nghiêng, nào là đứng thẳng, nào là ngồi, nào là khoanh tay, nào là đưa hai ngón. Mình làm đủ kiểu hết cho nó đẹp, phải không? Tại mình tạo dáng. Mà biết tạo dáng thì phải biết tạo cảnh. Mà hãy mình có nét đẹp, mình đến đâu mình trang trí được cái hoàn cảnh đó, tự cái hoàn cảnh đó sẽ lên cao lên đẹp. Đó là cái điều mà Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng. Và nhờ như vậy, bây giờ mình muốn làm được như vậy đó, thì mình phải có niệm, có định, có tuệ. Niệm là gì? Là chánh niệm. Niệm là chánh niệm. Định là gì? Là sự lắng tịnh. Tuệ là gì? Là trí tuệ, là hiểu biết của mình. Ở đây quý vị có từng thấy các thầy, các sư cô, hay là trong chùa, trong những khóa tu, mỗi khi ăn cơm ta bắt cái ấn này, ta để chén cơm lên không? Ta bắt cái ấn này nè, cái ấn giữa và cái ngón áp út co lại, để chén cơm lên đây. Cái ấn này gọi là ấn Tam Sơn. Tam Sơn là gì? Là ba ngọn núi. Thấy giống ba ngọn núi không? Thì ba ngọn núi là tượng trưng cho gì? Niệm, định, tuệ. Đó là cái nền tảng tu tập của nhà Phật. Hay nói cách khác là đạo đức, định và tuệ. Tại vì chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái ý thức rõ rệt chúng ta đang làm gì. Mà người mà có chánh niệm rồi á, không có phạm giới, không có làm sai. Tại vì biết lúc nào nên nói cái gì, lúc nào không nên nói, lúc nào làm cái gì, lúc nào không nên làm. Người có chánh niệm luôn luôn sống sáng. Và họ có chánh niệm rồi là lắng tịnh. Tại sao? Mà người có lắng tịnh thì có trí tuệ. Niệm, định, tuệ. Cho nên mình thắp ba cây nhang: nhân giới, nhân chánh, nhân chánh niệm, nhân định, nhân tuệ, thắp ba. Nhưng mà trong ba cây nhang đó, chỉ cần mình phát triển một cây, phát triển một pháp thôi, các pháp kia nó có mặt. Có một ví dụ, ở trong chánh niệm cũng có định, có tuệ. Tại vì mình có định, mình mới có được cái sự sâu lắng. Mà có sự sâu lắng thì trí tuệ mình nó sáng. Mà trí tuệ mình nó sáng thì nó mới soi rõ mọi việc mình làm. Cho nên trong chánh, trong niệm, trong mindfulness, nó vẫn có cái concentration và có cái wisdom. Niệm, định, tuệ. Vì vậy thắp một cái gương cũng được. Căn bản là thắp ba,
tượng trưng cho niệm định tuệ. Nhưng mà thắp một cây cũng được, tại vì trong một có hai cái kia. Cái này nhà Phật gọi là một là tất cả, tất cả là một. Ví dụ như quý vị nói chung là ngôi chùa, phải không? Ngôi chùa là tổng thể, phải không? Nhưng mà bước vô ngôi chùa đâu phải chỉ có chùa không, Phật, chuông, mõ. Cho nên những cái đó là riêng, cho nên một. Nhưng mà nhìn cái chuông có cái âm hưởng của chùa chiền Phật giáo. Rồi bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình là một tu sĩ Phật giáo, nếu mình ra ngoài đường mình làm gì tầm bậy, người ta có chửi riêng cá nhân mình, ta tự chửi chung đạo Phật, ta nói chung cái đạo. Mình là một người Việt, mình làm gì sai ta đâu nói riêng cá nhân mình đâu, ta nói người Việt. Cho nên mình phải biết một cái mình đi đâu là mình mang cái mình đại diện cho tất cả. Cho nên người Phật tử mình đi đến đâu, nhất là mình có cái hình dáng của người tu, thì lại càng phải cẩn thận, tại vì mình đang đại diện cho cái đó. Có nhiều lúc có qua đi phi trường về, mình cũng mất chánh niệm, tại về khuya quá mình cũng muốn đi qua hải quan cho lẹ để đi về. Đi nhanh quá cái đôi lúc mình cũng có hơi có cái ý chen. Ở cái lúc mà cái cua quẹo quẹo vậy nè, mình hơi ý nhanh chân chút đi lên. Có nhiều bữa mình chen lên cái, mình chen trước một cặp vợ chồng, người ta đang ẵm con nhỏ, cái tự nhiên họ nhìn mình về cái tổ thiệt, lúc đó mình bắt thở ghê vậy. Mình thấy rằng á, mình mặc cái chiếc áo tu người ta mà mình gấp về, mà trong khi đó người ta ẵm con người ta, mà người ta cũng còn muốn về hơn mình, tại sao mình không nhường? Thấy giây phút đó tự nhiên mình thấy mình xấu hổ, cái Pháp Hòa đứng nép qua bên để cho họ đi trước. Họ vui vẻ họ đi ra, nhưng mà mình vui là tại vì ít nhất mình còn thấy được cái lỗi của mình trong giây phút đó. Tại vì người xưa cũng có dạy gì, phải không? Nhân vô thập toàn, phải không? Nhân phi thánh phàm, thục phi vô quá. Người là con người, đâu phải là thánh mà không có những cái sai quấy. Nhưng cái quan trọng là gì? Mình thấy được lỗi. Cũng giống như á, mình lỡ quên thay bình nước, đâu có sai. Nhưng mà nhớ trực thì phải đi thay nước để hoa nó tươi, chứ không phải thôi lỡ thật cho nó chết luôn thì tính. Đó, cũng như mình cũng vậy. Chiều sáng nào mình sáng mùng một mình định ăn chay, quên, sáng ra cái mình ăn mặn, cái tới trưa cái mình nhớ trực lại hôm nay ngày chay. Nhớ trực thì ngay cái giây phút mình nhớ đó, bắt đầu ăn chay từ giây phút đó cho đến thôi lỡ rồi không luôn thì mai tính. Thì cái này thật ra không có tội, nhưng nó thành một cái thói quen. Nó thành cái thói quen là chúng ta không phục thiện ngay trong khi chúng ta phải, ngay khi mà chúng ta làm sao. Từ một cái chuyện ăn chay thì chúng ta tập cho mình phục thiện nhiều thứ khác trong cuộc sống. Ví dụ như nãy mình đi ra ngoài chợ, mình trả giá mình mua đồ, và mình trả giá xong mình còn thêm câu tôi mua cho chùa. Trời đất ơi, mua cho chùa còn phải nhẹ nhàng hơn chứ, đâu có lấy chùa ra mà đè người ta kiểu đó được. Thì nếu mà cái người mà người ta nhẹ nhàng thì ta một là ta từ chối hay nói sao đó. Nếu mà cái người mà ta ngang á, chùa thì chùa chứ. Thì mình thấy không, mình thử ra cái đó là cái mình phải để ý. Cái đôi khi mình quên, mình cứ nghĩ mình lấy cái nhãn á, mình lấy cái nhãn của cái gì đó ra để mình sống không, phải không? Mà mình quên cái nhãn mà nó càng brand name chừng nào á, nó phải càng cẩn thận chừng ấy. Cho nên đừng có bao giờ sống bằng cái brand name mà quên rằng cái người mà dựa vô cái ông đó, ông là nhà nghèo, ông đi lượm được cái áo của hoạt thượng ở mặt luôn, phải không? Thì thôi người ta mặc vậy, người ta giấu kín đi, còn la làng lên tôi mặc áo hoàng thượng, mà đi ra thử ổng xưng nó là hoàng thượng. Ta biểu bây giờ hai bên mặc thử đi, ông nhà nghèo đâu có biết mặc, nhưng mà cái ông kia ông vua thiệt, ông bị mất áo, ông mặc cái gọn hơn thì ta biết liền ông này là thứ thiệt, ông này là thứ giả. Cho nên mình không phải vậy mà giả bộ như vậy không được. Cho nên một là tất cả,
mình đi đâu một mình, nhưng mà thật sự mình đại diện cho cái chung, như là người Việt, hay như là còn nếu mà nói rộng là người Á Đông. Họ không biết mình là ai, nhưng thấy mình cái dáng dấp của mình là họ đón Asian. À, mà nếu mà có quà là càng dữ dội nữa, mặc cái áo này Buddhist monk. Và Buddhist monk đi dành đi với người trước. Tự nhiên mình thấy kỳ đó. Hoặc là nhiều khi mình lái xe mình không có biết nhường người ta, hoặc là người ta ráng người ta đi khỏi cái xe của mình, người ta ngó qua, người ta cũng có thể nhận diện mình là ai. Cho nên có quà thưa với đại chúng, qua một câu chuyện nhỏ chúng ta học được rất nhiều từ những cái bài học nhỏ như vậy. Vì vậy mình phải hiểu rằng đạo Phật nó không ở đâu đó, đạo Phật ngay trong cuộc sống của mình. Đạo Phật ngay trong cuộc sống, từ cái mang đôi giày, từ mặc cái áo, từ xếp cái áo. Có quà hay hướng dẫn cho Phật tử xếp áo tràng. Khi quý vị ra cái áo rồi, quý vị phải nắm cái áo ngay cái sống. Biết cái sống áo không? Cái phía sau cổ đó, nắm ngay cái sống đó. Đừng có nắm đâu hết đó, nắm ngay cái sống đó. Tại sao? Tại vì khi mình nắm ngay cái sống áo đó thì tự động hai cái cánh tay áo này nó tự nó đi vào khuôn với nhau. Người Phật tử cũng vậy, mình nắm được cái then chốt của đạo Phật, mình nắm được cái sống áo của đạo Phật thì không có ai lung lay gì mình được. Mà nắm ngay cái sống áo đạo Phật là gì? Chúng ta có niềm tin. Thứ nhất là phải tin Phật. Mà tin Phật là không phải tin thần, tin thánh, mà tin Phật là một người thầy giác ngộ, có khả năng dẫn dắt mình, chỉ dẫn cho mình tu tập, chứ không phải là ông thần thánh ban ơn giáng phước gì cho mình. Mình tin như vậy đó, không có ai làm cái niềm tin của mình lung lay. Và chính mình cũng không lung lay với Phật. Lỡ mình cầu hoài không linh, mình nói Phật không linh. Mà tại từ đầu mình đã xác định Phật là thầy mà, Phật đâu phải là thần. Nếu mình xác định Phật là thần thì mình bắt đầu xin xỏ. Còn nếu mình xác định Phật là thầy, cái câu là Phật là thầy chỉ đạo, bậc tỉnh thức vẹn toàn, tướng tốt đoan trang, trí và vi viên mãn, Phật đâu phải thần. Thành thử là ai? Chính bản thân mình đôi khi mình cũng lung lay với Phật là tại vì cầu hoài Phật không linh. Vì mình xem Phật là thần thánh. Thứ nhất là mình phải tin Phật là thầy. Thứ hai là tin Pháp, là tin lời dạy, tin chân lý, tin lẽ thật. Mà Pháp này có gì trong đó? Nhân quả, nhân duyên, vô thường, vô ngã. Không có cái gì. Đây, bình hoa này nó vô ngã. Tại sao? Tại vì gọi đó là hoa, chứ thật tình nó không có hoa gì hết. Nhìn thì nó là hoa, hoa cẩm chướng, hoa mặt trời hay là hoa cúc, nhưng khi tách nó từng cánh thì không còn gọi là hoa mà cánh hoa. Mà khi mà nó nát ở trong đất thì gọi là rác. Như vậy nó, cái hoa này nó cũng không có hoa gì hết, chẳng qua nó tạm thời nó có cái hình dáng, mình gọi tạm nó là cái hoa. Chúng ta đây cũng vậy, còn sống mà gọi anh, gọi chị, gọi bác, gọi gì, nằm ngay đơ liền đổi tên liền, Hương Linh, Vong Linh. Còn sống là kêu là con người, nằm ngay đơ kêu xác chết, tức khắc đổi tên liền. Đó. Rồi đẩy vô trong hồ, đẩy vô trong lò, đẩy ra rồi và không kêu gì nữa, kêu hủ cố, nắm cho. Thấy không? Mình thấy mình vô ngã chưa? Mình thấy mình vô thường chưa? Mà nếu mình thấy mình thường vô ngã vô thường như vậy đó, cho nên cái tâm mình sẽ bình lặng trước mọi cái ngã nhân. Tại vì con người người ta sống với cái ngã cho nên nó có đấu tranh. Tôi, mà tôi là ai? Tôi không là ai hết. Thí dụ bây giờ quý vị thấy không? Một vị thầy trụ trì, mà theo mình hiểu là thầy trụ trì là thớp cái gì. Nhưng mà quý vị đâu có biết rằng thầy là có cái tên thớp vậy thôi, chứ chỗ nào mà không dọn là thầy trụ trì sẽ dọn. Đó. Cho nên tôi kêu là thiếp thớp. Có những lúc thầy ngồi, mình thấy thầy ngồi trên vậy đó, nhưng mà sau một cái những cái lễ gì mọi người đi về hết rồi, những cái tàn dư còn lại thì trụ trì phải lo.
Rồi bây giờ thí dụ như giờ hàng tháng là bill bộng điện nước ai lo? Chủ trì phải lo. Cho nên tất cả những cái gì mà khó khăn nhất phải đưa lên cho trụ trì giải quyết hết. Cho nên nghe tiếng thì lớn, phải không? Nhưng mà thực sự ra làm tất cả công việc. Tôi không là gì, tôi mới là tất cả. Còn tôi là gì rồi, ai dám gọi là gì nữa? Nó là cục bột nếp, thì có thể làm đích trần, có thể làm chè xứ nước, có thể làm chè Ý, có thể làm tất cả các loại bánh, có thể là bánh cam. Nhưng khi nó là cái gì rồi thì nó là cái tên nó thôi, chứ nó không là gì nữa. Cho nên cái hoa này nó vô ngã, cái hoa này nó vô thường, tại vì nó héo, nó sẽ rụng, nó sẽ tàn. Mặc dù bình hoa này là ni lông, nhưng mà vô trong lửa nó cũng cháy rụi. Nhưng mà rồi cái ni lông này, tại vì người ta cắt cái vải, cắt cái ni lông người ta nhuộm màu thì nó ra cái hoa thôi, chứ nó cũng là ni lông, cũng là màu, vân vân. Với cái nhìn của đạo Phật, mình tin rằng giáo pháp của Đức Phật á, là dạy cho mình thấy tất cả các pháp nó là như vậy. Cho nên hiểu như vậy rồi á, cái gì nó đến á, chấp nhận. Rõ ràng Phật nói vô thường, tại sao mình cứ expect mọi thứ là thường? Nuôi con á, thì mong con mau lớn, mà nó đổi tánh không chịu. Muốn nó mau lớn thôi mà nó phải giống mình, nó mình nói sao nó nghe dạy y như hồi nhỏ vậy. Thì khi mà nãy mà nó dạy hoài cái sao nó khờ quá. Nó không giống con ta. Nó khổ mình vậy đó. Đó. Con mình nó lớn thì nghĩa là nó cao cái xác, thì nó phải ra ngoài nó sinh hoạt, rồi cái môi trường, cái hoàn cảnh, cái đời sống nó phải khác. Đó, ngay cái tiếng nói nó còn thay đổi. Đó. Rồi cơ thể nó cũng thay đổi. Nó vô thường mà. Thân thể vô thường thì tâm tánh cũng vô thường. Chính mình đây cũng vô thường. Nhưng mà mình thì vô thường được, mà người khác vô thường mình không chịu. Mà nếu nói cho cùng thì tất cả, từ hoàn cảnh tới con người, ai cũng vô thường hết. Đó là chân lý. Mà hiểu như vậy thì chúng ta không có bị một cái khổ expectation. Cái khổ là bắt buộc mọi thứ nó theo ý mình. Đó là tinh pháp. Và tinh tăng là gì? Là tin vào đoàn thể những người tu theo Phật. Còn ai làm gì sai thì mình đừng có khao, đừng có tính. Mình phải tính cái gốc chứ, tại sao mình tính chi ba cái rau ria, ba cái lá héo. Đó. Tăng là đoàn thể đẹp, cùng đi trên đường vui. Còn đoàn thể nào, cá nhân nào ta làm đúng, đó là chuyện riêng dư tư lá, một cái lá của người ta, chứ không phải toàn thể cái nhánh cây, cái thân cây đó. Cái thứ tư là tình mình. Phải có niềm tin ở nơi mình, phải không? Mình tin mình có khả năng làm được, sống được như vậy. Đó, quý vị thấy không? Hồi xưa ở Việt Nam không biết một chữ tiếng Anh. Bây giờ qua đây một bụng, vượt biên qua không có đồng, giờ có tiền, nhà, một chữ mua xe. Mình có khả năng, mình có khả năng tạo dựng sự nghiệp, hoàn cảnh sống bây giờ. Tại sao mình có khả năng làm cho đời sống mình tốt hơn, tâm niệm mình khá hơn? Đó là tại mình chưa đủ cái tự tin cho mình. Cho nên đối với người Phật tử, chúng ta phải có tin Phật, tin pháp, tin tăng, tin mình. Đó là chưa nói những cái tin khác nữa. Cái đây là bốn cái điều căn bản thôi. Tin như vậy rồi, thí dụ như người ta nói anh không làm được đâu, đừng có làm. Mình phải có niềm tự tin với chính mình. Có tự tin thì cái gì mình cũng vượt được hết. Hồi xưa đi vượt biên ai mà không sợ chết, phải không? Nhưng mà thôi, đánh liều một phen, tự tin là mình có thể qua được cái ải này. Rồi từ đó nó mọi thứ nó khai sáng ra. Thì đó là điều Pháp Hòa cũng chia sẻ với đại chúng. Cái chính là làm sao mình nhớ bản thân mình có rất nhiều những cái tạp, chuyển hóa cái tạp để mình đến hoàn cảnh mình thay đổi hoàn cảnh. Đừng bắt hoàn cảnh thay đổi, mình thay đổi thì hoàn cảnh sẽ đổi thay. Tại vì hoàn cảnh mãi là như vậy, thì cái cách nhìn, cách tiếp nhận, cách thay đổi của mình. Mà trong kinh Phật dạy gì? Tâm tịnh thì cõi nước tịnh, lòng an thì chỗ nào nó cũng an, phải không? Và các vị thường dạy mình, người mà an lạc á, ở đâu cũng an lạc.
người không an lạc ở thiên đường cũng không thoải mái. Đó. Hiểu được như vậy thì đó là một trong những cái kết quả tu tập của người Phật tử. Có rất nhiều pháp để chúng ta an lạc, nhưng đây là cũng là một pháp làm cho cái tâm mình được an lạc. Mình có khả năng chuyển hóa hoàn cảnh. Thôi, vị nào có câu hỏi gì thì xin nêu lên để chúng ta cùng chia sẻ. Nếu ai ngại thì có thể viết giấy. Có ai hỏi gì không? Dạ mời cô. Dạ thưa thầy, như thưa các bạn hỏi, con có một không phải bộ những thắc mắc về quy y có phải là người Phật tử là bắt buộc phải quy y không, rồi điều kiện thế nào? Cảm ơn cô. Dạ, kính thưa đại chúng, ở trong Phật giáo chúng ta không có cái gì bắt buộc hết, không có bắt buộc cái gì hết. Có điều là chúng ta khuyến khích và chúng ta nên làm. Tại sao? Cái quan trọng là chúng ta ý thức tại sao chúng ta không nên làm cái này và chúng ta nên làm cái kia. Ví dụ, mình ý thức mình đến nơi công cộng, một buổi lễ cần sự yên lặng, thì chúng ta tự động mình không nói chuyện, không làm ồn, không có gây những cái tiếng động, hoặc là mình tắt cái phone. Đó là ý thức. Trong Phật giáo cũng vậy, không bắt buộc ai làm điều gì, nhưng mà chúng ta ý thức. Nếu chúng ta phát nguyện quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, gọi chung là quy y Tam Bảo, và giữ năm điều đạo đức căn bản của nhà Phật, đó là ý thức khổ đau của sự giết hại, cho nên chúng ta không giết chóc. Ý thức bất công của sự trộm cắp, cho nên chúng ta không trộm cắp. Ý thức những đổ vỡ hạnh phúc gia đình của những người đã có chồng, có vợ và quan hệ tình cảm bên ngoài làm đổ vỡ hạnh phúc gia đình của mình và của người, cho nên người Phật tử nguyện không tà hành. Ý thức được những lời nói dựng chuyện, nói xấu, gây hấn với nhau, làm đổ vỡ biết bao nhiêu tình cảm trong đoàn thể cá nhân, cho nên người Phật tử nguyện không nói những lời dối trá, dựng chuyện. Ý thức đổ vỡ hạnh phúc gia đình, bệnh tật của thân tâm do ăn uống không tiết chế, rượu chè, cờ bạc vân vân, cho nên người Phật tử không làm. Như vậy ở đây đạo Phật là khuyến khích, vì chúng ta ý thức được cái khổ nếu chúng ta không làm, và nếu chúng ta làm được năm điều này thì chúng ta mang hạnh phúc an vui cho mình, cho gia đình. Cho nên quy y, chứ không có bắt phải quy y. Nhưng mà quý vị nhớ ha, việc gì trong nhà Phật chúng ta làm, chúng ta phải ý thức. Nghĩa là gì? Aware. Mình understand, mình hiểu được việc đó tại sao mình phải làm. Thôi vào ví dụ, tại sao người Phật tử đi chùa chúng ta cần nên ăn mặc trang nghiêm? Tại vì mình ý thức. Mình ý thức là mình đến cái chỗ tôn nghiêm, và mình ý thức rằng mình đến chỗ tôn nghiêm mình ăn mặc không tôn nghiêm thì người ta nhìn mình với cặp mắt rất là xem thường, là tại vì người ta nghĩ rằng mình không có suy nghĩ. Tại sao mình đi chùa chứ bộ mình đi tiệc sao mình ăn mặc gì kia vậy? Thì mình ý thức thôi. Rồi bây giờ nè, người chồng mà bỏ rượu, bỏ cờ bạc là ý thức. Tôi muốn hạnh phúc gia đình, tôi không muốn vợ con tôi khổ, và tôi không muốn bất hiếu với cha mẹ khi cha mẹ đã cho tôi một thân thể khỏe mạnh, mà tại sao tôi lại phải hủy thân bằng rượu chè, cờ bạc, xì ke ma túy? Ý thức. Nhưng mà tại sao mình phải phát nguyện? Nếu quý vị đã từng giữ, bây giờ quý vị không quy y, quý vị đã từng giữ những điều này đúng không? Nhưng cái lễ để làm gì?
cái lễ quy y để nó làm cho mình tác thành một cái nguyện đi vào trong cái tâm thức của mình. Tôi đã làm cái lễ đó, cái lời nguyện đó, hai người thương nhau được rồi, tại sao phải có lễ cưới? Vì cái lễ cưới nó mới giúp nhau gắn bó, giúp nhau vượt những khó khăn. Mình không phải gọi là chơi, mà thích thì ở, không thích thì chia tay, mà mình đã có cái lời nguyện ước đám cưới, thành vợ thành chồng, thôi cố gắng nhẫn nại mà sống. Vì mình muốn tìm một người bạn đời, một người bạn trong đời. Thì bạn mà đôi lúc cũng phải có bè chứ, không? Rồi tiền thì bạc, xe thì cổ, máy thì móc, không? Đụng thì chạm, đụng thì phải chạm, mà đại chúng thì phải đụng trái. Đó. Hợp thì phải cả, hợp thì phải bàn, hợp là phải bàn, mà bàn là phải cãi. Cái chuyện đó đương nhiên trong cuộc sống, nhưng cái quan trọng là chúng ta ý thức cái đó để vượt qua sau những lần bàn cãi đi đến kết quả, vậy thôi, chứ còn không bắt buộc. Nhưng ý thức, và lấy cái gì để ý thức? Lấy cái gì ý thức? Lấy cái khổ, lấy cái nhân, lấy cái quả khổ để chúng ta bỏ cái nhân tạo khổ. Cho nên đạo Phật là đạo cứu khổ. Cứu thứ nhất là cứu cái nhân khổ, cứu cái nhân khổ. Còn cái quả khổ cứu được, nhưng mà khó lắm. Như một khúc vải muốn may cái áo là may, may hư mà đem sửa thì khó hơn là may cái áo mới. Quý vị hiểu ý không? Cho nên Phật thấy rõ cái nhân khổ, cho nên Phật dạy chúng ta đừng làm điều đó, để chúng ta không tác cái quả khổ. Tại tại chúng ta có một cái thói quen là khi chúng ta tạo nhân chúng ta không sợ, nhưng khi quả đến thì chúng ta rất sợ. Vì vậy mà trong kinh Chư Tổ thường nói Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Khi mình nóng lên bất cần, thôi thôi đừng có nói, không cho tôi nói đi, tôi nói rồi trời sập tôi cũng chịu nữa, tôi nói rồi xe cán tôi cũng chịu nữa, đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa, cho tôi đập nó đi ở tù tôi cũng chịu nữa. Nhưng mà tới hồi vô tù rồi thì trời ơi trời, sao mình nóng quá, thấy không? Cho nên cái nhân khổ mình không cứu, mình không cứu thì cái quả khổ nó đến ai cứu mình được? Thưa đại chúng, là đạo Phật có cái đặc biệt là không ép, nhưng mà khuyến khích. Nhưng mà không phải khuyến khích khơi khơi à, phải ý thức. Làm việc gì cũng phải ý thức. Tôi ý thức rằng ngoài kia có người đang đói, cho nên tôi mang thức ăn đến cho người ta. Tôi ý thức người đó đang bệnh, tôi mang thuốc. Vì ý thức họ bệnh cho nên mang thuốc, và phải mang thuốc đúng bệnh, không hỏi gì hết á. Người ta bệnh lấy thay là non nhét, mà rốt cuộc ta không phải bệnh đó. Thành nữa ra mình ý thức chưa đủ, đúng không? Ý thức người ta bệnh là một việc, bệnh gì để cho thuốc cho đúng. Cho nên cần nên quy y, mà không có bắt buộc phải quy y. Nhưng mà khi quy y rồi, cái năng lực phát nguyện nó giúp cho mình tăng trưởng. Đồng thời quý vị cứ thường nói thôi không dám quy y đâu, quy y rồi á lỡ làm tội, không quy y làm tội như thường. Nhưng mà có quy y rồi biết rút tay. Hồi nãy định đục 5 cái rồi đó, mới đục có 1 cái à, mình là Phật tử rút tay lại. Cho có quy y rồi nó sẽ có một cái thúc liễm ngăn cản. Cũng giống như người kia có gia đình rồi, đi chơi hồi đó chưa có gia đình, đi chơi tới 12 giờ khuya. Bây giờ đi có gia đình mà cái tâm ham chơi vẫn còn, nhưng suy nghĩ thôi về sớm với vợ con. Ta đã có vợ rồi, có cái lễ rồi, nó khác chứ, phải không? Cho nên mình nên quy y. Và thưa đại chúng, quy y không có luận tuổi tác, không có luận tuổi tác năm tuổi. Nhưng mà nhỏ quá mình quy y gieo duyên thôi. Đứa nào mà nó nhỏ quá thì gieo duyên, khi nó lớn nó đủ ý thức, nó phát nguyện nó giữ giới. Con xin nguyện ý thức khổ đau của giết hại, nên con nguyện không giết nhóc, không tán thành sự giết nhóc. Quý vị hiểu được chỗ này ha. Cho nên nên thôi mà không bắt. Rồi rồi hỏi lớn đi. Rồi cô hỏi đi, hỏi lớn đi cho mấy linh kia trả lời. Con nghe nói thôi là
khi mà một người mất thì nếu mà không ưu tiên thì không được cúng thờ ở trong chùa, có đúng không ạ? Rồi. Cảm ơn câu hỏi của cô. Tất cả các hương linh thờ ở chùa Lục Hòa, ai chưa quy y mà vẫn được thờ ở đây lên tiếng coi. Không có chuyện đó, không có chuyện đó. Thí dụ ha, nếu một người đó họ chưa quy Tam Bảo mà bây giờ họ mất, cái ước nguyện họ được về chùa hoặc người thân họ mang về chùa lại phải được càng khuyến khích chứ. Người ta chưa biết quy hướng mà ngày nay người ta quy hướng mà nhà chùa không tiếp nhận thì chùa làm sao gọi là từ bi. Cho nên người nghĩa là đồ tể bỏ dao mà còn thành Phật, huống chi một hướng gì một con người bất quá họ chưa quy thôi. Vì vậy mà nhà Phật mới có cái pháp quy hương linh, mình mới có lễ quy hương linh đó. Mà trước khi quy hương linh là phải khai thị, nói cho ta nghe lúc còn sống hương linh đã tốt rồi, nhưng mà chưa đủ cơ duyên gặp Phật pháp để quy Tam Bảo. Nay chúng tôi vì hương linh quy Tam Bảo. Phật là gì, pháp là gì, tăng là gì, nói cho cái linh nó nghe để họ phát tâm. Cho nên không có cái chuyện, không có cái chuyện các linh nào về báo rưng. Linh ghê vậy đó. Không có cái chuyện đó nha ha. Để quý vị cứ yên tâm, mình có người thân mất muốn đưa về chùa cứ đưa, còn chùa nào cũng nhận cái đó, chuyện cá nhân chùa đó chứ không có chung trong cái chung nha. Thầy, nếu mà còn người nào thắc mắc thì xin hỏi, còn nếu không cho con hỏi chính. Rồi con cứ hỏi đi. Dạ. Thưa thầy, nói không có điều kiện gì để tôi đi, nhưng mà ví dụ như các tôn giáo thì tôi được không? Thưa đại chúng á, như Pháp Hòa nói á, quy y theo Phật giáo không có nghĩa là mình vô đạo. Cái lễ quy không phải là mình trở thành một tín đồ của một đạo giáo, mà chúng ta phát nguyện để làm cho cuộc sống mình thăng hoa theo con đường thiện. Cho nên không luận bất cứ ai, nếu họ phát tâm họ đều được tiếp nhận tam quy và năm giới. Quý vị thấy á, những người Mỹ ở phương Tây, nói chung á, Âu Mỹ đó, họ có nhiều cái đức tin riêng, nhưng khi họ đến với đạo Phật họ vẫn thọ năm giới bình thường. Tại sao? Bây giờ quý vị nghe năm giới nè: không giết người hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà hạnh ngoại tình, không lường gạt dối trá, không rượu chè bê tha. Bộ riêng của đạo Phật sao? Bất cứ con người nào ai muốn sống tốt, muốn thăng qua đời sống hạnh phúc gia đình, muốn an bình cho xã hội, cần phải quy y. Cho nên cờ Phật giáo Việt Nam có năm màu, cờ Phật giáo thế giới có năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Năm màu đó tượng trưng cho năm giới, mà năm màu đó cũng tượng trưng cho năm châu. Nếu năm châu này giữ năm giới thì cả một thế giới đại đồng. Cho nên có năm cái màu nhỏ nhỏ phía dưới, ai cũng có thể thọ giới hết. Một người Công giáo mà họ thọ năm giới, họ là một người Công giáo tốt hơn nữa. Họ đi, họ có thêm nhiều chất dinh dưỡng để làm cho cuộc sống của người Công giáo tốt. Phật tử cũng vậy thôi. Ví dụ như một người mà họ nói họ toàn tâm toàn ý là họ quy y Phật, nhưng mà không có quy y bằng hình thức thì có được không ạ? Tất cả các pháp đều do tâm, tất cả các pháp do tâm. Nếu mình nghĩ rằng mình đã toàn tâm toàn ý hướng về Tam Bảo, mình không cần phải đến lễ lọc nào hết cũng không sao, tức là mình tự quy y. Nhưng mà cái ý nghĩ tại làm sao mình đến trước bàn Tam Bảo, trước chư Tăng, là bởi vì thứ nhất mình nương vào cái hình tướng. Thứ nhất Phật gọi là thế gian Phật Bảo tự mang, quyển kinh là thế gian Pháp Bảo, chư Tăng là thế gian Tăng Bảo. Nhờ cái hình tướng của thế gian Tam Bảo của thế gian này để giúp cho mình trở thành một người Phật tử nương tựa Tam Bảo tự tâm. Bởi vì Tam Bảo có ba bậc: thế gian Tam Bảo, xuất thế gian Tam Bảo và đồng thể Tam Bảo. Cho dù quý vị có đến với chư Tăng trước bàn Phật làm lễ quy y, nó chỉ mới thành tác thành cái hình thức trên phương diện giữa người truyền và người thọ. Cái quan trọng là ngày nào cũng phải trở về
với Phật ở nơi mình. Cho nên tụng kinh xong, tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Còn nếu như vì một lý do nào đó, hoàn cảnh nào đó, mình không đến chư Tăng, không đến chùa cũng không sao. Tại vì tất cả là do tâm. Nếu tâm mình thanh tịnh, mình thành cũng thành cái Pháp, phải không? Còn nếu mà mình được một cái cơ duyên, một vị tôn đức nào mình có tâm kính trọng, một ngôi tam bảo nào mình hướng tựa, thì mình vẫn có thể hướng tựa cái gì, mượn cái hình ảnh, cái xuất thế, cái thế gian này để giúp cho mình quy tụ, quy ngưỡng được cái Phật tam bảo bên trong. Yeah.